Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Mai làm như Long Thành sống tuồng luôn. Gì vậy, có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai, trục trặc. Gì mà reo hò dữ vậy? Trời đất ơi, làm gì trời. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi. Mời bạn gái giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng tại bệnh viện. À, quê Châu ở đâu? Quê em ở Cần Thơ nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. À, rồi, mình đang làm việc ở quận mấy em? Dạ, bệnh viện quận 3 chị. Quận 3. Rồi, mời bạn trai. Làm bạn trai nào đâu đây, mời. Mai làm như Long Thành sống tuồng hay gì? Cái gì? Gì vậy? Có giới thiệu không? Chưa, từ từ đi. Trục trặc hả bạn trai? Trục trặc kỹ thuật hả? Trục trặc, cái gì đây? Trời ơi. À, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Rồi, chào, chào bạn. Chào quý vị khán giả và các bạn hỗ trợ chương trình. À. Mình tên là Nguyễn Huy Hảo, năm nay mình 29 tuổi. Quê quán ở Hà Nội nhưng mà mình sống ở chỗ mình rất là lâu rồi. Hiện tại thì mình đang ở quận 8. Công làm việc công việc gì? Dạ, công việc chính của em là về marketing. Hiện tại em đang phát triển dự án về giáo dục ở trường đại học tài chính marketing quận 7. Vậy mà nãy tưởng nó nuôi bò. Thôi được rồi, vậy rồi cũng vui. Bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi hai bạn. Mời bạn gái. Ưu điểm của em là rất là chân thành. Em hiền và biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe mọi người. Rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì hơi sợ đứng trước đám đông, em ít nói, hơi nhút nhát ha. Dạ. Rồi. À, với lại em nấu ăn không có ngon cho lắm. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với gia đình ba mẹ với anh chị em. Mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, em xin giới thiệu sơ bộ về cái ưu điểm của em. Cái điểm mạnh nhất của em nấu ăn, nhưng mà em thích nấu thôi, không thích dọn. Nên nếu mà bạn nữ dọn là em sẵn sàng nấu. Trời, ở bên đây thì không biết nấu, em dọn được không em? Dạ được chị. Dạ bên đó ảnh nấu cho em ăn rồi em dọn. Dạ. Rồi còn gì nữa không em trai? Dạ, cái thứ hai là khả năng của em trông trẻ rất là tốt. Em rất là thích chơi với trẻ con. Ưu điểm nữa là em là người dễ thay đổi, dễ lắng nghe và không bao giờ cố chấp. Gì lạ? Dễ thay đổi là sao? Tức là mình thích nghi được với lại môi trường sống đó chị. À. Mình dễ bị tha thứ hơn chứ không có cố chấp là phải đi theo một cái... Chứ trong tình yêu mà dễ thay đổi là mệt lắm nha. Dạ. Tiếp, khuyết tiếp. Điểm. Dạ, khuyết điểm thì hơi nhiều nhưng mà em chỉ nôm na khoảng 3 cái thôi. Thí dụ? Dạ, cái đầu tiên là em nói nhiều lắm. Nếu mà ngoài công việc ra mà em rảnh á, là em nói dữ dằn lắm. Nói mà em đo luôn á là khoảng hơn 10.000 từ ngày. Trời ơi, khuyết điểm gì nữa? Thứ hai là nóng tính. Ở đây á, là khi em làm việc á, thì em muốn có một không gian yên tĩnh. Nên là cứ để em làm thôi, đừng có đụng vô em thời điểm đó. Em có thể rất là dễ bị cáu. Chứ ngoài công việc ra thì bình thường. Rồi, thứ ba. Dạ, cái thứ ba nữa là về cái độ lãng mạn. Hiện tại em 29 rồi. Nếu mà bạn gái đòi một sự lãng mạn ở hiện tại thì rất là khó. Tại vì hướng ở bây giờ chỉ là xây dựng gia đình thôi và phát triển sự nghiệp về con gái sau này thôi. Phải làm sao cho người ta, phụ nữ biết là mình thương yêu, mình chăm sóc người ta chứ. Lãng mạn là... em có rất là, anh thấy hôm nay mặc đồ là anh biết em vui tính cỡ nào rồi. À, rồi. Em đảm bảo là bạn đã quen em là một ngày chỉ cười. Vậy được rồi. Rồi thôi vậy cũng được. Bạn gái, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua một mối tình rồi chị. Bao lâu rồi em? Khoảng 7 năm, em chia tay 3 năm rồi chị. À, dạ, 7 năm sao lại phải chia tay vậy em? Dạ, chắc là tụi em không có duyên. Tại vì tụi em quen là từ lúc còn đi học á. À. Cho nên tới lúc ra kiếm việc làm được rồi thì mấy bạn nó cũng muốn tìm người khác luôn. À, nói chung là tình yêu 7 năm nhưng mà của thời tuổi trẻ, thời còn đi học, đúng không? Nó cũng chưa đủ sự chín chắn. Rồi, bạn trai mình có mấy mối tình? Dạ, em thì thuộc loại thanh niên dễ dãi, dễ bị dụ lắm. Em quen đến giờ là 16. Nhưng mà chính thức quen là 6. Yêu thì một, chia tay cách đây khoảng 3 năm rồi chị. Quen được 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi là cũng dài lắm à. Dạ, đây là mối tình mà nếu mà nhắc lại em cũng... Thật sự em chúc phúc cho cô bé đó rất là nhiều. Cô đó có gia đình chưa? Dạ, cuối năm nay cưới. Rồi, bây giờ mình tính tới chuyện mới đi. Đừng tính chuyện cũ nữa. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, em muốn tìm một bạn trai chân thành. Tại em ít nói á, nếu bạn ấy vui tính một chút thì tốt. Nói nhiều với anh đó được không? Anh nói là 10.000 từ một ngày đó. Được không em? Dạ chắc là được. Còn gì nữa không em? Dạ em không thích bạn trai hút thuốc á chị. Em có hút thuốc không? Dạ hồi 5 tuổi có hút mà giờ bỏ rồi. 5 tuổi có hút. Này biết hài hước ghê ha. Coi như không có hút đó em. Rồi còn sao? Còn gì nữa? Về ngoại hình.
Em thích bạn trai cao hơn em khoảng 1m6, 1m65 gì đó là được rồi. Ngoại hình trung bình thôi. Rồi bên này bạn gái mẫu người cũng rất là đơn giản, chỉ cần bình thường là được. Bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em hiện tại là đơn giản cực kỳ luôn. Em kiếm mẹ cho con em, và đặc biệt là kiếm con gái cho bố mẹ em. Vậy thì người yêu lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người yêu lý tưởng của em thì hiền, biết chăm sóc gia đình, hy sinh bản thân của mình cho gia đình. Là ví dụ như chồng đi làm thì vợ có thể ở nhà chăm con, tại vì chăm sóc con cái là cái nền tảng rất là... Ủa là sao? Là cuối cùng là không cho người ta đi làm hả? Dạ, tại vì bây giờ mà có lấy về thì cũng làm chung với công việc với em thôi. Em cũng hoạch định sẵn công việc rồi, làm chung với em hoặc làm công ty bình thường. Nhưng mà sinh con là nên tập trung chăm con trước, cho nó cứng 1-2 tuổi rồi đi làm muốn sao cũng được, thoải mái. Bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân? Nhanh nhất thì năm sau, tại vì em bây giờ 29 rồi, điểm đẹp của em là 30, thì cứ năm sau là được. Mà ý tưởng gì bữa nay về vậy? Dạ, em cũng muốn nhắn nhủ đến bạn gái á, khi mà... Cố gắng luôn luôn có sữa cho con bú. Tại vì em nói là nếu mà vợ ít sữa thì chồng có sữa. À, ok, cũng bình thường đó. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, để anh xem coi đàn gái cô có hợp với anh đây không nha. Bạn gái người ta ngon lành, điềm đạm, thùy mị, nết nha. Chào gái. Dạ, em chào anh. Xinh ha, xinh xắn ha. Em ơi, bây giờ em nghe bạn trai nói thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy anh ấy cũng vui tính. Anh vui tính đó. Dạ. Anh tính toán cũng kỹ lắm, giỡn giỡn chơi vậy thôi. Chứ một con người lập trường cũng khá vững đó em. Dạ. Muốn lấy chồng sớm không? Dạ muốn anh. Em muốn hả? Một năm nữa không, được không? Dạ được, càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt ha. Em... ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét con trai ba hoa, nói mà không có làm được. 10.000 từ có ba hoa không? Dạ kể chuyện hai không ạ. À được, kể chuyện hai nói chuyện vui thôi. Anh thấy cũng ổn đó, cũng vui đó nha. Dạ. Rồi mình khảo sát ý kiến người thân nữa là cho hai bên gặp mặt luôn. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với chị gái. Rồi cho chị gặp mẹ em. Tôi xin chào MC Huyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Tôi rất là vui khi được gặp bạn này là thấy là ưng ý. Dạ ưng ý hả cô? Dạ. Dạ. Như để cho chị góp ý thêm. Dạ. Chị ruột á hả? Thấy em rể tương lai sao chị gái? Theo em thấy là em rể tương lai là được. Có thể là bù đắp lại với lợi trong những lúc mà bé Châu ít nói á, có người cũng nói lại cho vui cũng đỡ. Châu, nhìn khuôn á. Ừ, thích à, rồi đó. Nhà, thích khuôn á. Cảm ơn gia đình bên đàn gái. Dạ, cảm ơn cô với lại chị rất nhiều. Rồi đàn trai đi với ai đây? Dạ hôm nay em đi với lại bạn và cháu của em. Dạ đáng lẽ hôm nay là ba mẹ em đi á, nhưng mà sáng nay có bệnh nhân đột xuất á, nên mẹ em phải ở nhà khám bệnh á, nên là mà nãy giờ là mẹ gọi miết à, hỏi tình hình sao rồi cũng dữ dằn lắm. Mẹ em là bác sĩ hả? Dạ đang làm phòng khám nên là không có bỏ bệnh nhân đi được. Thôi bây giờ cho gặp bạn với gặp cháu đâu, cháu đâu? Dạ con tên là Ngô Minh Đức à, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường và chào tất cả khán giả. Ở trời giỏi ta. Rồi cô chào con. Rồi nãy giờ con coi là con có nhận xét gì về hai cô chú ngồi trên này? Dạ cậu con thì cũng ít nóng tính. Con cũng hiếm khi thấy cậu con nóng tính lắm. Thì cậu cũng hòa đồng và mỗi lần mà có tiệc gì đó là cậu đều là trung tâm của bọn trẻ con. Ghê vậy hả? Trung tâm bọn trẻ con hả? Dạ. Còn con thấy mợ rồi sao? Cũng tốt bụng hiền, chắc là cũng hợp với cậu con. Ghê ghê. Rồi cho gặp bạn đi. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Vũ, là bạn của Hảo cũng rất lâu từ cấp 2 rồi. Thì tính tình của Hảo thì như mọi người thấy rất là vui vẻ, lại biết nấu ăn nữa. Mà Châu bên đây thì không biết nấu ăn thì không sao đâu. Còn cái phần mà sau khi nấu ăn mà ai mà dọn dẹp thì không sao đâu Châu. Em dụ nó một hồi là nó cũng dọn hết à. Cho nên em thấy hai người có thể tiến tới được nhau. Em xin rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Cái trả bạn lại nào, trạng không? Thái ban đầu. Chuẩn bị, mở rào. Bắt đầu âm nhạc. Đó. Trời đất ơi. Rồi, ngồi trên đây đi em. Rồi thấy được ngồi không? Thôi. Đó. Thường thường là nhà trai cô chú rể mở đàn gái tự mở màn, kiểm tra coi mở mặt cô dâu anh ấy là ai.
Bữa nay cô dâu mở mặt chú rể xỉu luôn. Hú Hà. Đó, Hú Hà. Xin chào em. Dạ, em chào anh. Nè, cảm ơn ta đi. Anh có một món quà, cuốn này nó như cuộc đời của anh vậy. Anh mới viết được trang đầu tiên khi anh gặp em thôi. Anh đợi em khoảng 3-4 tháng nay rồi. Anh hy vọng nếu em can đảm á, thì em cùng anh viết tiếp cuộc đời còn lại của anh trong cái cuốn sổ này. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Bạn gái cảm giác thế nào khi lần đầu tiên gặp bạn trai mà trong một hình hài rất là dễ thương như vậy? Hơi bị bất ngờ. Lần đầu tiên em gặp người vui tính như anh. Anh cảm ơn lời khen của em. Thật ra lúc mà nhìn em á, anh cũng hơi hết hồn. Anh dặn chương trình rồi, kiếm xấu xấu thôi, cho dễ bấm nút. Kiếm vậy khó quá, không biết được cơ hội không. Chưa gì mất tự tin rồi. Anh muốn hỏi em một câu á. Dạ. Nếu mà mình mà có thể có cơ hội mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn đẻ con trai hay con gái? Nếu câu trả lời là gái, anh sẽ đến ôm em ngay luôn. Em thích cả trai lẫn gái, nhưng mà con gái đầu lòng thì tốt hơn anh. À, em giống y chang anh, nhà anh cuồng gái lắm. Đâu, ôm ngay luôn đâu. Thôi để em ôm đại đi. Trời ơi, cởi bộ đồ đó ra. Ông bận bộ đồ đó, ông giấu cái body của ông ở trong. Em không muốn nhìn cái body của ai anh. Ai mà biết. Được rồi, vô sau mình nhìn sao cũng được anh. Này gì đây anh, gì đây? Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Wow, anh thấy chữ chồng tương lai. Nhớ bấm nha. Đứng kế bên đọc cho bạn gái. Không, em không bị không gỡ được. Dạ. Bò nó cũng biết mở thư nữa ha. Mở cho. Đứng sát bên bạn gái đọc, bạn gái viết cái gì cho bạn đó. Dạ. Gửi người sẽ nắm lấy tay em bước tiếp đoạn đường sắp tới. Chồng ơi, anh có biết em đã đợi bao lâu để được gọi lên 2 tiếng này không? Em là một cô gái nhút nhát, em rất sợ người lạ, sợ có ai đó sẽ bước vào làm đảo lộn cuộc sống của em. Nhưng em cũng luôn mong chờ một người sẽ bước đến nắm tay em, dẫn ép em vào một cuộc sống mới thật nhiều hy vọng và hạnh phúc. Và cuối cùng anh cũng đã đến, chào anh chồng tương lai của em. Wow. Cái cặp này hình như là đâu từ kiếp trước rồi á. Rồi, cảm nhận về nhau thế nào? Bạn gái thấy chàng trai thế nào? Nói luôn đi nào. Em hơi xúc động. Cứ nói đi em, hãy nói cảm nhận của mình không sao cả. Anh nắm tay em chờ đỡ luôn. Dạ, em chờ được nói lên những tiếng này cũng lâu lắm rồi. Nãy nghe những cái yêu cầu của anh về bạn gái hay là về vợ tương lai á, em thấy em sẽ cố gắng để... À, anh hiểu rồi. Anh cũng hy vọng là hai đứa có thể cố gắng làm sao để gia đình hai bên vui. Rồi mình có thể hy sinh cho nhau cuộc sống, cãi nhau này nọ. Nhưng mà khi anh nóng thì em nguội, khi em đánh đá thì anh sẽ thùy mị hơn. Anh hy vọng là mình sẽ chan hòa được cái đó. Dạ, em muốn anh luôn luôn nắm tay em như vậy, không bao giờ buông ra hết. Được, anh tin tưởng rồi. Về ghế luôn, không cần nói gì nữa cả. Chúng ta tiến hành bấm nút luôn. Ngày hôm nay thực sự là họ đã có duyên với nhau. Còn phận thì họ sẽ quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chưa đếm thì bạn nam đã bấm nút rồi. Mà sao em gấp vậy? Từ từ em phải đợi chị đếm chứ. Dạ. Chị chưa đếm. Bảo mà phải cướp nhanh chứ. À, phải cướp nhanh. Người ta đợi đuổi. Này, nắm tay nhau đi nào. Hôn nhau đi. Thôi em, anh xin hôn vô má của em nha. Nắm tay bò nãy giờ có cảm xúc gì không em? Nó không có nhiệt độ gì hết. Không có nhiệt độ gì hết trơn. À. Đó. Đây là chiếc vé xem phim để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng các bạn chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và phần quà dành tặng cho hai bạn đó là một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Cố gắng lên nha, cặp này là chúng tôi hy vọng lắm đó. Rồi. Rồi, nắm tay nhau và đi. Đưa bạn gái đi xem phim đi. Đi xem phim, đi tìm hiểu nhau. Tôi chưa có kiểm tra được cái body của cái ông này. Một anh chàng có thể nói nó sẽ làm rất dễ thương. Bơi đi rất nhiều muộn phiền trong cuộc sống và hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay.
mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều. Chim Phụ Ngâm em đọc được, truyện Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em ạ. Đúng rồi, đúng. Dạ hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Đúng, đúng rồi. Có chính trị ở đây nữa hả? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đó bạn trai. Xin giới thiệu em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An. Và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho đoàn thanh niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin đoàn thanh niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những cái ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc. Em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhà có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm, công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua, chữ bánh khi bún sốt lòng tươi. Nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dương thế. Vâng, xin hết ạ. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc. Em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha. Mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc. Xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều. Chinh Phụ Ngâm em đọc được, truyện Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt. Như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một đọc bài đi thôi. Đọc em cho bên kia biết em, đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em ạ. Đúng rồi, đúng. Dạ hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn đấy. Và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp. Anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Chẳng đúng có rồi. Chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt, bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được 1 tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em? Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui đó là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an. Tới đó là hai chị em rủ nhau đi chơi. Đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là mời em đi chơi nhé. Có nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế. Chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được. Nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết là đi đâu em cũng kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng, biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 1 mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi
phỏng vấn việc có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó, người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó, xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay với chân, còn vợ thì như áo mặc thay ra, không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó. Có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ. Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75. Là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công, ta đâu có đi làm rẫy. Cái mẫu hình chung của em nào? Dương quá, hay là cao trùng dương? Cũng hơi căng ha. Nên con bên đây giống... Dương quá có phải yêu cô không em? Dương quá cô. Còn bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy dễ nhìn là được à? Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ. Rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị Hòa. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. Em trai này nói chuyện thì thấy là hai em là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Dạ. Thật ra là cái câu nói của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thơ. Dạ. chữ làm rẫy võ hay đó. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tư Quyền Linh và bà Mai Cát Tường và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay. Tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Cảm dạ. ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa cô? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á, tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Yeah. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn yeah. bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào. Em cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Dạ, em có cái này do em tự làm. Em rồi. Rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi đen bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay về đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ nè, múa đi cưng. Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì, tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà, nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan, thì để tôi gói cho anh vài chục cái, anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa em? Hết rồi. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 30 triệu. Ghê, ghê. Uy tín tôi chương trình.
Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn, nếu giọng Nghệ An, giọng của bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe, nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ có nói được chút xíu à? Anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi, má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa. Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường. Bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Hồi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà anh lấy với em về, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội để được làm một người học võ và làm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, nắm tay nhau đi. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Chấm rồi đó. Nếu như tôi lên chấm rồi chắc em cũng chấm luôn rồi. Ừ, chấm rồi đó nha. Còn nhà gái coi coi đàn trai sao nè. Chào em, coi như là về hình dáng này, về khuôn mặt là thấy là bên nhà gái chấm rồi đó nha. Giữa gia đình với bạn bè thì em sẽ là bên em nào? Tên Nguyễn Hoàng Hường, sinh năm 1986, em đến từ Đồng Tháp. Hường, màu Hường đó. Dạ, màu Hường. Màu Hường á. Dạ. Mình làm việc gì Hường? Mình làm bảo vệ ở Cần Giuộc, Long An. Nhưng mà làm bảo vệ gì? Ngân hàng. Vậy là giữ tiền ngon à. Ngày nào gặp tiền chứ mà mơ mà không được tiền. Mời nhà gái. Bên em có thích màu Hường không em? Dạ, em cũng thích ạ. Thực cái anh đàn ông tên Hường em có thích không? Em cũng chưa biết. Cũng chưa biết hả? Thôi vậy mình giới thiệu cho mình đi. Dạ, em chào Trường Quân và anh Huyền Linh và bạn trên nam bên kia. Em tên là Mai Thủy Tiên. Em sinh 1985. Em làm công nhân đây ạ. Em làm ở Thủ Đức đó. Thành phố Thủ Đức gần nhà Vân đó. Ờ, về Long An gần không Linh? Đúng rồi, gần. Rồi. Nhưng mà quê Tiên đâu Tiên? Quê ở Sóc Trăng ạ. Huyện nào Tiên? Em ở huyện Cái Sách. À, một người ở Sóc Trăng, một người ở Đồng Tháp. Vậy là cũng cùng miền Tây đó. Muốn về Sóc Trăng thì cũng phải đi qua gần, đi ngang ngang Đồng Tháp đó. Đi qua Đồng Tháp. Bây giờ thì mình nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì điểm mạnh là biết như nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một tí. Nóng tính một tí hả? Dạ. Nóng cỡ nào nếu mà nóng quá em làm gì? Nóng quá tức là vậy thôi chứ không làm gì. Thôi, ưu điểm khuyết điểm nhà gái thế nào? Điểm mạnh của em là cũng thích nấu ăn. Em thì cũng hơi nóng tính. Vậy đó hả? Dạ. Nóng rồi em làm gì? Dạ. Nhưng mà nóng thì cũng nhanh nguội lắm. Ừ. Dạ. Xé đồ xé đạc hay đập đồ đập đạc không? Không, nóng lên thì chỉ nói thôi chứ không có đập. Cũng la thôi đúng không? Dạ. Ừ. Trời, hai cái này nóng lên la sùm. Hai bên la mạnh ai thấy la. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Ừ. Rồi có thích bạn trai nhậu không? Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được chứ nhậu nhiều em cũng không thích. Vậy là hợp gơ rồi đó. Em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng lắm. À, ngủ nướng rồi kệ ai cũng dạ. Nướng hết, nhất là mùa dịch nướng quá nướng rồi chị nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là hơi nằm nướng tí mới dậy nổi. À. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi Hường. Thì em cũng gãy đổ một lần rồi anh. À, gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần mà chưa có con. Bao nhiêu năm? Cũng hơn năm. Lý do gì mà gãy đổ vậy Hường? Tại vì cũng hai người nóng tính đó chị, giờ không có nhai nhường ai nên không kìm, nói như là hai người không nhường ai thì thôi thấy không có hợp á. Đó. Nên nằm ngưng luôn.
cái đó là nguy hiểm đó. Dạ. Bạn Mai Thủy Tiên bên kia cũng hơi nóng tính nên chúc mình thỏa thuận cái vụ này nha. Dạ. Rồi bên đây là có gia đình rồi. Em thì cũng đổ vỡ một lần. Mà em có một bé trai ở với ông bà nội á, năm nay cũng 14 tuổi rồi chị. Em chia tay được 12 năm mấy rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, rồi ở không tới giờ này luôn. Ôi, lý do sao mà chia tay vậy cưng? Nói chung thì chồng em thì tánh gia trưởng á, rồi cũng hay cọc cằn lắm, cũng nhậu nhiều nữa. Rồi nói chung mỗi lần nhậu về thì nói qua nói lại thì bị đánh. Nói qua nói lại thì bị đánh. Nhiều lần xảy ra chuyện này chuyện kia rồi em nhịn hết nổi rồi em thôi. Hường có nhậu không Hường? Nhậu ít lắm anh, khoảng chừng 2 lon 3 lon xỉn rồi. Vậy thôi nha. Dạ. Bây giờ hai bên cũng đã đổ vỡ, cũng đã hiểu được làm sao để giữ trọn vẹn cái hôn nhân tiếp theo rồi. Em bây giờ nếu mà đã một lần như vậy rồi thì em mong muốn cái người đàn ông của em sẽ như thế nào? Em cũng mong muốn là tìm được một người biết chăm lo cho gia đình, biết thương vợ thương con, cũng hòa đồng với mọi người một chút. Ước muốn của em đơn giản vậy đó. Mai Thủy Tiên. Dạ. Chào em gái, xinh đẹp ha. Dạ. Hường á, ở Cần Giuộc ở với ai? Em ở tại ngân hàng luôn anh. Ban ngày làm hai người, bữa tối thì ngủ cũng hai người luôn. Hai người là trai hay gái? Trai không anh. Hai bảo vệ không á? Ở tại ngân hàng luôn. Cái dạ. Người kia bạn gái, ổng lên đây làm gì? Đúng không Hường? Đúng rồi, nếu mà gái mà bảo vệ vậy ai đâu cho vô là làm. Nhưng mà em có đồng ý về Cần Giuộc không? Ủa anh Cần Giuộc là ở đâu em? Trời ơi, Cần Giuộc Long An. Sát bên thành phố nè. Quốc lộ 50 đi xuống chút xíu tới Cần Giuộc rồi, tức là ngay Nguyễn Nhân Linh á, quận 7 á. Đi xuống chút xíu tới Cần Giuộc rồi, được không? Thì cũng coi coi sao đúng không? Để sao lại. Mình nếu mà bên Tiên ngoại có như có công ty rồi làm được, nếu em được em chuyển gia cũng được. Đó thấy chưa? Biết đâu bên kia là chuyển lên Thủ Đức cũng được. Đúng rồi, ngân hàng Thủ Đức cũng nhiều mà. Ừ. Rồi vậy là thấy ổn rồi đó. Thường mong muốn cái người Thường muốn con tìm một người yêu thương của mình như thế nào Hường? Nói chung là y như ý của bạn bên đó vậy đó. Biết chăm lo cho gia đình rồi. Em cũng không yêu cầu gì, tại vì nếu chủ yếu là tính tình mà thấy nó phù hợp với mà biết sống nhau là được rồi. Còn ví dụ mà xấu hay đẹp chuyện đó em cũng không cần thiết đâu. Anh thấy cô gái bên kia rất là xinh đó, là thấy ngoại hình là anh chấm rồi đó. Đi người lên chấm rồi chắc em cũng chấm luôn rồi. Ừ, chấm rồi đó nha. Còn nhà gái coi đàn trai sao nè. Chào em, coi như là về hình dáng này, về khuôn mặt là thấy là bên nhà gái chấm rồi đó nha. Dạ. Giữa gia đình với bạn bè thì em sẽ là bên nào nặng hơn? Có lẽ em ưu tiên bên gia đình hơn á, tại vì nhậu nó không có được gì hết. Đó, vậy là bạn nói rõ ràng. Được, thấy hai người được đó, hợp, rất là xứng đó nha. Thôi bây giờ thì mình sẽ xem ý kiến người thân thế nào. Mình xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là chị của Tiên, mình tên Phượng. Mình nghe Tiên đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và được đi ghi hình, mình rất là mừng. Vì em của mình tìm được một người thương. Mình có đôi lời gửi tới bạn trai bên kia là nếu có thương em mình thì phải thương cho thật lòng, lo lắng cho em mình và biết quan tâm tới em mình. Và đặc biệt là phải chung thủy, vì em của mình là một mẫu người lo cho gia đình và rất là hiền, ít nói và biết quan tâm tới người khác. Cho nên mình muốn cho em mình có người thương, sẽ thương yêu nhau, lo lắng cho nhau và sống hạnh phúc. Và nếu mà có tìm hiểu đi tới hôn nhân thì sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Mình xin chào. Rồi, giờ nghe người thân của Tiên nói chưa Hường? Dạ, em thấy em sẽ cố gắng. Rồi bây giờ thì thôi mở rào. Mở rào đi. Mở rào. Tăng quà đi cưng. Rồi, tiến tới nào. Lớn tuổi hơn kêu lại kêu em. Không sao đâu. Trời ơi, mình đàn ông mà. Tặng món quà tặng nhau. Dạ, cảm ơn. Nhìn trẻ trung quá trời đất, đâu có nghĩ là 85 đâu. Đi cầm nhận thì. Hả? Anh sao? Sao? Ok đó chị. Nói đi, nói cái cảm xúc của mình đi. Mở rào ra nhìn Thủy Tiên có mất hồn không? Đẹp, xinh. Thấy không? Tiên có giống như là gốc người Khmer không? Họ Mai, thường họ Mai là gốc người Khmer không? Tôi họ Mai, tôi đâu có Khmer gì đâu nè. Em đi tập kinh, không cùng có họ giống là...
trời ơi sao tôi hàng trước nó cái họ này quen lắm mà tôi không biết là tôi quen ai họ Mai, thì ra là ông Mai Quyền Linh. Ừ. Trời dạ. Ơi. Giờ mới nhảy ra hả chị? Ông không phải là Quyền đâu nha, ông là Huyền á. Dạ. Em là Hường chứ ông là Huyền á. À. Tiên thấy sao? Thấy thấy Hường sao? Nè? Có Hường không? Dạ em thấy cũng được ạ. Nói chung em cũng thích màu Hường. Nhưng mà tên Hường thì chắc cũng được. Tên Hường là đúng là trọn vẹn 100% luôn chứ. Ủa mà bên gia đình anh được mấy anh em? 5 chị em gái. Còn nhà Tiên gia đình được mấy người? Gia đình em cũng 8 chị em lận. Tiên thứ mấy? Em thứ 5. Vậy là cùng thứ ở đây cũng thứ 5 luôn. 5, 10. 10 điểm. Hết chạy luôn. Nào luôn. 5, 10 quýnh mà cào là hết chạy luôn. Chung giờ hôm nay mà lên đây thì gặp Tiên thì anh cũng có cái cảm nhận là thích Tiên, nên mình cho nhau cơ hội đi, cái gì mình tìm hiểu rồi được thì mình tính tiến tới. Được, đúng rồi đó. Giờ là được là tới luôn thôi, tới luôn. Giờ mình lớn hết rồi nhưng mà chậm quá thì nó cũng nó mất hay à, nhanh chứ. Sau này mình sẽ rút kinh nghiệm như thế này, ví dụ như Tiên nóng lên thì anh sẽ dịu lại. Còn nếu anh có nóng lên nữa thì cái Tiên dịu lại là mọi chuyện nó sắp xếp sao? Chia ra chị nói em nghe nè, 2, 4, 6, 3, 5, 7 đúng không? Hường nóng là Tiên xách xe đi ra ngoài. Rồi rơi vào ngày 3, 5, 7 là Hường phải xách xe đi ra ngoài. Đó, vậy cho khỏe. Chủ này khó vậy. Nếu mà 3, 5, 7 nóng nhiều thì lấy nước tạt vô cho mũi. Khó đủ chiêu mà. Tiên thấy sao? Nói chuyện nói với Hường đi. Tiên sao Tiên? Lớn rồi mình cứ nói thẳng đi. Có gì đâu, ngại phải như chưa có trải Tôi qua thì ngại. Thấy nói chuyện ở đây thì thấy anh thì cũng được, nhưng mà em đâu biết là mai mốt như thế nào đâu. Nói chung ra thì anh nói nó sự thật là vậy mà, mình lớn mình đâu có thể thay đổi những cái đó được. Thay đổi đó thì mình ghi hình như vậy thì coi như con người nó không coi ra gì sao. Nếu mà anh ví dụ như có gian thì anh nói anh không nóng tính thì nó sẽ mọi cái nó phù hợp hơn. Nhưng bây giờ mình nói như vậy thì nó trao đổi hơn để mình hiểu nhau hơn. Ủa mà anh lấy vợ được mấy năm mà thôi? Hơn 1 năm. Người hai vợ chồng đi làm hay là ở với ba mẹ? Đúng rồi, hai chồng đi làm, cũng làm ở trên Sài Gòn. Nếu mà tìm hiểu nhau được thì các bạn có nghĩ cái chuyện là chúng ta gọi là sống thử trước hôn nhân không? Nếu mà quen thì tìm hiểu, nếu được thì tiến tới, chứ sống thử trước em không thích. Hường thấy sao? Chấp nhận anh. Đó, mình lớn rồi mình cứ thoải mái nói chuyện đi. Hường là thấy giống như trúng tên rồi, cho nên bây giờ cái gì cũng chấp nhận hết trơn. Bây giờ Hường có thể đứng lên hát tặng cho Thủy Tiên một bài. Rung quá. Kể nó thoải mái đi. Tôi nghe anh. Tuổi đời trắng đến cô hôi gót mòn đai lụa buông, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào di vắng. Đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Được rồi. Cũng buồn á, buồn thiệt. Trong giọng rất buồn luôn. Ba cái nhạc đó nhạc buồn không à. Cái đó khi nào mà gặp nhau hát nghe nó mới ngủ được. Chứ còn cái này nghe tôi hát rồi nó không có may mắn. Tiên biết hát không? Hát cho anh nghe đoạn đi. Nói chung em biết hát mà hôm nay em bị tắt tiếng. Thì lúc mở rào ra thì anh thấy Tiên thì anh thích, rất thích, xinh đẹp. Ai cũng có lỡ một chuyến đò rồi. Nên cũng mong Tiên là giờ mình cho nhau cơ hội đi, mình tìm hiểu đi. Nếu được thì mình tính tới hôn nhân luôn. Không được thì coi như mình như là bạn bè rồi. Bạn bè mình đến đây mình biết thêm một người bạn thôi. Rồi, ok. Chúng ta để tay vào nút bấm thôi. The Great Wave Toshiba. Đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Nếu đồng ý, bấm nút. Nếu ta cảm giác trái tim mình không rung động, không cần bấm, để nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, Tiên không bấm. Tiên không bấm hả? Sao vậy Tiên? Dạ. Em thấy có gì nó lợn cợn trong lòng không? Nói chung là em thấy em không có rung động gì chứ Tiên. Còn có lẽ rằng em Hường hơi là cũng ngại ngùng đúng không? Cũng ít có chia sẻ đó, thành ra là ở Thủy Tiên là chưa hiểu nhiều lắm. Chứ cũng mới lên đây lần đầu tiên giống như là mình ghi hình đó, nên nó rung. Đúng chứ rồi. Chứ mọi chuyện nó rối, nó không biết nói gì hết. Ngồi đời đất xếp quạt 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 quạt, but only for little dust come back. Cái hát này buồn, hát bài gì? Dạ hát bài buồn, anh xin hát bài niệm phút cuối.
Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Hà, đến từ Bình Dương. Bạn làm nghề gì? Dạ em là huấn luyện viên thể thao. Nhiêu tuổi hả? Dạ em 25 tuổi. Rồi mời bạn gái. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Rất là tin luôn. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28. Hả? 28 tuổi. Dạ. Gì đâu giật mình dữ vậy các bạn. Không phải, có khai gian gì không á? Dạ. Giấy khai sinh là vậy á. Chắc chắn vậy luôn á hả? Dạ. Em tên là gì? Mình được làm việc ở đâu? Dạ em trẻ quá chị líu lưỡi luôn rồi. Dạ em tên là Nguyệt. Em làm việc ở công ty in Thiên Ngôn. Trời ơi 28 tuổi trẻ lắm anh Linh ơi. Ủa bạn nghe 28 tuổi bạn giật mình là sao? Dạ lớn quá. Đó giờ có bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp một người yêu lớn tuổi hơn mình mấy tuổi vậy không? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Giờ cảm giác trong người sao? Chắc không sao đâu. Tôi đảm bảo là không có sao đâu. Đừng có cái đó tuổi tác chẳng qua là cái con số thôi. Bạn sẽ định tìm một người yêu của mình như thế nào? Hơi cao chút xíu, dễ thương, tâm lý. Vậy là em chỉ cần nhiêu đó thôi. Vậy là tuổi cũng không quan trọng luôn. Dạ. Dạ yếu quá vậy. Nó có vẻ gì trong đó trong bụng không có thích phải không? Không có ưng nên thế từ từ để tôi cho khai thác cho bà nghe nè. Nguyệt nói rõ chút xíu về công việc của mình đi. Dạ công việc của em là thư ký. Công ty của em là chuyên về in ấn các tạp chí, sách báo, rồi lịch khi khách hàng liên hệ hay gì là tất cả công việc là sẽ thông qua em. Xong rồi em sẽ triển khai với các bộ phận để các bộ phận tiến hành làm. Xưa giờ có ai nói bạn là trẻ quá hay nhí quá hay nhỏ quá không? Dạ thì thường là tụi nó kêu em là cô gái già không lão quá. Ở trường bạn dạy là cấp mấy? Dạ không, em là huấn luyện viên bóng chuyền của đội trẻ Bình Dương. Dạ chắc cao lắm phải không? Cao cũng 1m9 á. Trời ơi. Bạn cần gì mà qua ba mối tình rồi vẫn không tìm được người yêu cho chính mình? Chắc có lẽ em chưa hoàn thiện nên bạn người yêu cũ của em chia tay em. Em chưa hoàn thiện về gì cụ thể nói luôn? Có thể là công việc của em không phù hợp, hoặc là em còn có một số tính xấu. Tính xấu gì? Dạ em làm biếng lắm chị. Có chăm sóc bản thân không mà làm biếng tắm rửa luôn? Dạ không, cái này em kỹ lắm chị. Còn tật xấu gì nữa? Em hay nói chuyện với nhiều người trên Facebook. Nói chuyện bạn gái nhiều quá Facebook mình kêu người ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi, cái này không được. Dạ nói chuyện với bạn bè bình thường ấy đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Nói nhưng mà có vấn đề gì người kia người ta mới ghen, người ta mới chia tay mình chứ. Nói chung là ai quen cũng muốn sở hữu anh. Thấy mình nói chuyện với người khác cũng vui vẻ thì nghĩ mình thích người ta, nhưng thật sự đâu có gì đâu anh Quyền Linh. Ngày nào cũng lên Facebook nói chuyện suốt vậy đó hả? Dạ không, bây giờ không lên nữa anh. Giờ còn ai đầu yêu đâu lên. Nguyệt có thích bạn trai đào hoa quá không? Cái người mà đào hoa quá thì chắc không hợp với mình. Những cái ưu điểm gì của bạn và những khuyết điểm gì của bạn mà có thể chia sẻ với mọi người? Ưu điểm của em là em biết làm nhiều loại bánh, thích đọc thơ, thích làm thơ, uống được bia. Ưu điểm là uống được bia hả? Ủa uống được bia mà cũng lọt vô cái ưu điểm đó hả ta? Thế còn khuyết điểm? Kiểu như là nắng mưa thất thường, đột nhiên mà buồn buồn quá hơi xách vali lên đi, không cần quan tâm tới ai hết. Đi đâu? Dạ đi du lịch, đi cái nơi nào đó mình thích không? Đi một mình? Dạ đi một mình. Cái này thất thường thiệt cũng á. Hay ha. Bạn có ngại bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ thì bình thường là mặt của em thì cũng chưa có đuổi kịp cái tuổi của em, cho nên có trẻ hơn em tí cũng không sao. Vậy thì mình thấy cũng ổn rồi, đâu có vấn đề gì đâu. Bạn làm thơ là làm thơ làm sao? Tùy tâm trạng thôi, lúc đó mình đột nhiên ngồi nghĩ ra được cái gì thì viết cái đó. Có đoạn thơ con cóc nào của bạn tự sáng tác các bạn chia sẻ cho mọi người nghe? Dạ có. Sài Gòn mùa này đang đầy nắng, cớ sao trong lòng mưa vẫn rơi. Dĩ vãng đôi khi là sợi xích trói lấy tình em anh biết không. Yêu nhau thật đó nhưng không đủ, vạn nẻo đường vui ai với ai. Em về lẻ bóng nơi sân vắng, còn ở nơi đây anh biết chăng. Không hài hợp quá, đọc không hết được. Vậy là bài thơ này bạn viết cho mối tình cũ đó hả? Dạ không, tại tự nhiên bữa đó Sài Gòn mưa quá ngồi nghỉ thôi. Cảm nhận gì sao? Cảm thấy bạn nữ là người lãng mạn. Bạn có thích người lãng mạn không? Dạ em cũng thích. Cũng thích bởi vì bạn cũng quá lãng mạn đúng không? Dạ không, em lãng xẹt. Bạn nữ có tài làm thơ rồi, bạn có tài gì không? Em có thể hát nhưng hát không hay. Nói chung là em có năng khiếu về thể thao, em chơi được tất cả môn thể thao. Mong nào cũng chơi hay hơn những người bình thường. Chỉ có năng khiếu thể thao thôi, còn hát thử hay sao? Bạn nữ bên kia muốn mình hát bài vui hay bài buồn? Hát bài vui đi. Em xin hát bài Năm Chú Vịt Con. Quá vui luôn. Phải lead the dust when out one day, over the hills and far away. Mother dust said quack 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 quack, but only for lead the dust come back.
cái hát bài buồn, hát bài gì? Dạ, hát bài buồn, em xin hát bài niệm khúc cuối. Thôi thôi, buồn dữ rồi nha. Quá buồn luôn. Thử luôn đi. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây. À, để xem bạn nữ bên này như thế nào nha. Thôi. Wow. Sao? Chào bạn. Dạ, chào anh. Anh bên kia rất là cao. Dạ. Cao lắm. Rồi nhỏ tuổi hơn bạn nữa. Dạ. Mình khi mình đứng gần người cao quá có ngại mà nhỏ tuổi hơn. Em thích người cao thôi à, em không thích người lùn, tại em lùn rồi. Bạn quê đâu vậy? Dạ, ở Sài Gòn. Sài Gòn, Bình Dương cũng gần ha. Dạ. À, bạn bạn thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Cao, cứ 1m7 trở lên là được. Vui vẻ, uống được bia. Nãy giờ cô này cũng nhấn mạnh cái vụ bia, và uống được bao nhiêu chai bia? Dạ, em dạ được nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Nửa thùng. Nửa thùng. Oh, quá dữ. Được. Đi uống bia không? Okay. Dạ em biết. Uống được nhiều bia? Dạ nửa thùng. Dạ, đối ẩm không? Đối ẩm. Mua thùng thì hai người uống khỏi mày ai hết. Cao mét mấy? Dạ em 1m75. Thế cũng hợp mà ha. Mà bây giờ quen người lớn tuổi hơn rồi, giờ dẫn về nhà gia đình không chịu rồi sao? Dạ em chịu qua được chị. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào chị Quyền Linh. Cao dữ. Bạn thấy nãy giờ nói đối đáp qua lại hai bạn có hợp nhau về vấn đề gì không? Nãy giờ bằng mắt thường mình nhìn thấy và mình cảm nhận được các bạn nữ là có một số cái ý đối lập nhưng mà không đối nghịch. Hai người có thể dung hòa, có thể đi đến xa hơn. Còn nhìn bằng cặp mắt không có thường thì sao? Thấy là bạn nữ có đủ khả năng để chinh phục bạn nam và bạn nam có thể đủ cảm nhận được cái tiền của bạn nữ và tình yêu đó. Wow, rất là hay. Nhận xét rất là sâu sắc. Em có đi với anh không? Có, em đi với em trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên Hoàng Sơn, em là em trai của chị Nguyễn Quyền. Em thấy anh bên đó có hợp với chị Nguyệt không? Dạ có. Nhỏ hơn chị em 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không. Nhắm về ba mẹ có chịu không? Chị chịu, là ba mẹ chịu. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta cho hai người gặp nhau. Nào, kéo màn lên. Kéo màn lên. Dễ thương, đẹp lắm đấy. 2 phút bắt đầu. Mình có món quà tặng bạn. Trời, cảm ơn bạn nhiều. Bạn hay nhậu lắm hả? Không có. Tại vì mình hỏi là có uống được bia hay không. Tức là uống được, tức là không có được xỉn nha. Giờ cảm nhận trước tiên là thấy mình bên ngoài như thế nào nè. So với cái tuổi 28 thấy sao nè. Đứng hình nữa. Bạn có hay quản lý Zalo, Facebook hoặc là tin nhắn SMS của người yêu không? Mình rất kỳ thị Zalo cho nên mình không thèm quan tâm tới. Còn Facebook? Facebook mà của anh ấy xài đi nha, đừng chậm của nhau. Bạn có phải là người hài hước không? Thì bạn nhìn bạn đấy thử coi. Nhìn mặt thì thấy hài rồi đó, không biết tin nhắn. Mặt dễ mà kêu mất cười trời. Nói chung là mình cũng hài, cũng vui á. Tại vì mình rất là thích người hài hước. Cũng tào lao lắm á. Lúc dạy học rồi mặt có hài hước vậy hả? Dạ có chị. Nói chung là hài hước là một điểm để cho dạy dễ hiểu. Phải không? Dạ. Mà cứ hài hài hoài rồi học trò không dạ nghiêm. Dạ không chị, lúc nào nghiêm là nghiêm, lúc nào hài. Tao nghiêm sao, ví dụ giờ nghiêm thử coi. Nhìn đây nè, nhìn Nguyệt là nghiêm coi. Anh chị ấn tượng đầu tiên mà chị bắt em làm vậy kỳ quá. Chứ nãy giờ em hài quá, người ta nói mặt ngộ kìa. Nghiêm. Rồi bỏ tình đi. Bạn có thích người phụ nữ, có mẫu người phụ nữ của gia đình không? Mình không phải là người phụ nữ của gia đình. Ồ, bạn là người phụ nữ của riêng bạn hả? Mình là người phụ nữ của xã hội và của bạn bè. À. Chứ không phải là của gia đình. Mình nghĩ sau này bạn có gia đình, bạn có con, bạn sẽ nghĩ khác. Cái đó thì mới muốn mới biết được, nhưng mà hiện giờ thì rất là bay nhảy. Bạn mong muốn gì có người đàn ông? Quan tâm, nhưng mà đừng có quá. Đừng có mà sáng em ăn gì chưa, cứ ngày nào cũng sáng chưa chiều tối đều quan tâm hỏi han như vậy thì cảm thấy rất là phiền. Có nghĩa là một ngày nhắn mấy tin thôi được rồi đúng không? Giống như nữ nhắn tin có việc gì gọi điện thoại. Kỳ ta. Chị cũng đang thấy kỳ, nhắn tin đó chị dòm á. Vậy là không nhắn tin. Tại vì nhắn tin rồi phải ngồi suy nghĩ coi nên nhắn cái gì nữa thì mệt lắm, cho nên hỏi chuyện thì trả lời nha. Vậy không quan tâm có trách mắng không? Không quan tâm là theo nghĩa như thế nào? Thì không nhắn tin thì không cho quan tâm thì còn gì nữa. Không, không phải là không nhắn tin là không quan tâm. Ví dụ như là công việc rất là bận rộn, cho nên nếu mà kêu là sao tối ngày sáng đêm mà cứ nhắn tin hoài không có. Vậy là rảnh nhắn tin được đúng không? Tùy ơi, cái tin nhắn đó có đủ hài hước để trả lời lại hay không. Chà. Khó à, càng này hơi khó. Khó thiệt. Khó thời gian. Khó hay là không khó?
để tay mình suy nghĩ bấm. Suy nghĩ cảm nhận và nhấn đây cái nút suy nghĩ kỹ nha. Có thể bấm và không bấm tùy theo nhịp đập con tim của bạn có trùng với nhịp đập con tim của bên kia hay không. Ba tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Bạn Nam tại sao lại không bấm? Tại vì em là người tình cảm, em thích quan tâm lo lắng. Ủa bạn không thích nãy bạn nói là không thích người yêu kiểm soát quá. Không có nghĩa là vẫn có thể nhắn tin trả lời qua lại chứ có sự quan tâm với nhau chứ không có im vậy được. Tại vì em đã từng im vậy mà đã từng đổ vỡ lên nè, bây giờ em không muốn lặp lại một lần nữa. Bạn thấy chưa, người ta quan tâm đâu có gì đâu mà không cho. Tại vì cũng có người muốn tìm hiểu em á, xong rồi tối ngày cứ nhắn, từ sáng đến tối nhắn tin mãi không trả lời, cái lại bắt đầu tại sao không trả lời đồ này nọ, trong khi đó công việc của em là rất là bận, em không có thời gian mà trả lời như vậy á. Thôi dù sao nữa thì ta cũng đã tìm hiểu và rút kinh nghiệm một số thứ mà chúng ta phải gọi là control là chính mình. Hy vọng là hai bạn sẽ trở thành những người bạn rất là tốt. Em đi làm người ta cũng có thích em, nhưng mà em không kiểu thích lại, mà tầm 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cà rút người ta. Đi cà rút người ta là kiểu em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em biết tán gái không? Dạ thì em thả thính cũng quá trời, nhưng mà lại cũng không có ai dính. Thả thính nhưng phải thả thính đúng. Thì đúng em cũng có đi từng bước mà, như là quan tâm này, lắng nghe này, chia em sẻ. Em tên là Nguyễn Xuân Anh, em năm nay 30 tuổi, em đến từ quê hương Hà Tĩnh, Bình Thường anh. Hiện tại công việc của em là làm bên ngành cơ khí, bên bảng hiệu và hộp đèn quảng cáo. Xuân Anh làm cơ khí, hộp đèn quảng cáo. Dạ. Nhưng mà làm ở đâu? Em làm việc ở Bình Dương anh. Bình Dương hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, em chào khán giả trong trường quay, em chào bạn trai bên bức tường bên kia. Em xin giới thiệu là em tên Phạm Thị Thu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện tại em đang làm việc ở Tân Uyên, Bình Dương. Em làm nghề gì? Em làm nhân viên văn phòng, công ty em kinh doanh bên mảng sắt thép. Vậy là hai bạn gần nhau đó, hỏi thăm coi Bình Dương. Dạ. Chỗ nào? Em ở Bình Dương ở chỗ nào em? Dạ em ở Tân Uyên, ở ngay chỗ chợ Phú Chánh anh. À anh chỗ ở... đấy anh không biết, nhưng mà anh ở biết mỗi cô Thuận An không ạ? Anh ít đi khỏi Bình Dương lắm nên dạ, nếu mà quen được em rồi anh sẽ biết nhiều hơn nữa. Dạ lúc trước em cũng có sống ở dưới Thuận An mấy năm anh ạ. Anh ở chỗ nào mình ở Thuận An anh? Ở Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương ạ. Dạ em cũng ở ngay chỗ chợ nhỏ anh. À, vậy thì mình khả năng gặp nhau nhiều. Dạ, với em nhiều khi anh đi qua nhỏ nhỏ nào đó anh gặp em mà anh lại không biết hết rồi. Chứ em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, Xuân em anh có điểm mạnh là vui vẻ hòa đồng, mình không hút thuốc lá rồi không chơi các thứ nó ảnh hưởng tới sức khỏe này, tinh thần rồi vật chất tốt. Có khuyết điểm gì không? Nếu như mà ví dụ như đang làm việc mà đang cắt tỉa rau mà ai hối nói làm nhanh nhanh thì có đồ ăn, hay là em hay bị rối nên hay chảy máu. Hối là rối luôn hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc em mà nhuộm tóc này có ai hối em không? Em quyết tâm là do em cái phong thủy anh. Phong thủy gì? Anh thấy tóc vậy sao tự nhiên hối quá rối, sao làm luôn đây luôn vậy? Em nghĩ là cái này nó phong thủy với em nên em quyết phong tâm lên đây sao? Thì nó mang lại may mắn cho em à anh. May mắn thì tóc màu vàng được rồi, rồi mắt mới luôn cái lông mày màu vàng nữa. Dạ thì... Ủa là sao? Là bạn vàng từ trên khúc, trên vàng khè. Vậy á hả? Ừ. Ủa, nhuộm đây, tóc vàng là bình nha. Thường chị coi nha. Đó là phong thủy. Nhưng mà luôn nhuộm cái chân mày màu vàng luôn, nhìn nó lạ. Kìa. Dạ chào chị ạ. Đâu có đâu, chân mày đâu nhuộm luôn hả cưng? Dạ nó có xíu gì ạ. Vậy á hả? Nó kiểu giống như kiểu có đồng bòn luôn hả anh? Nó có tóc rồi có chân mày luôn, nó giống kiểu đồng bò nè anh. Vậy thôi tôi mặc đồ vàng khè luôn đi cho nó phong thủy đẹp luôn. Thôi bây giờ mình nói một chút về điểm mạnh và điểm yếu mình đi cưng. Dạ em thì có điểm mạnh là em con người sống rất là tâm lý. Là hay vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em có một cái chịu đựng rất là giỏi. Chịu đựng giỏi. Dạ. Phụ nữ mà chịu đựng giỏi là coi như cũng thiệt thòi nhiều lắm á. Dạ đúng rồi chị, em thấy em thiệt thòi nhiều. Thiệt thòi nhiều. Dạ.
Rồi điểm chưa mạnh dạ. của mình. Nhược điểm của em á là cái tính em hay xích suy nghĩ. Cả nghĩ không? Suy nghĩ khác cả nghĩ nha. Suy nghĩ thì bình thường. Ví dụ như em hay suy nghĩ những cái chuyện trong ngày em nói chuyện gì đó, xong tối về em cứ hay nằm suy nghĩ lại cái ngày đó em nói chuyện gì có lỗi hay là mình nói gì quá không á. Dạ. Với lại em con gái nhưng mà về mặt trang điểm là em chịu thua. Không biết cách trang điểm đúng dạ, không? Dạ, em không biết có make up. Em ví dụ em đi tiệc này kia, em ra quán em bị người ta make up giùm thôi. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì được 5 năm. Em với anh ấy chia tay vì một lý do là gia đình coi thì không hợp tuổi nên cưới về là sinh ly tử biệt này kia. Cho nên là anh ấy cũng không có dám nói là chia tay với em. Em là người giải quyết cái mối quan hệ đó để cho cả hai được thoải mái ha. Thoải mái gia đình cũng nhẹ nhàng. Dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai của em thì kéo dài được 8 tháng. Chia tay bao lâu rồi? Em chia tay cũng cách đây cũng 1 năm rồi. 1 năm rồi, dạ. Lý do chia tay? Em phát hiện ra là anh ấy đã có gia đình. Dạ. Rồi, kiên quyết luôn. Giờ dạ. phải chia tay rồi. Đúng rồi, thì kiên quyết luôn đó. Gia đình phải chia tay rồi. Rồi, hai mối tình, bạn trai mấy mối? Dạ thì em giờ mà chắc là chưa có một mối tình nào chính thức ạ. Bởi vì thời đi học thì em có từng được người ta thích nhưng mà em không có biết thích lại. Xong rồi lớn lên đi làm người ta cũng có thích em nhưng mà em không kiểu thích lại. Mà tầm 28, 29, 30 tuổi này em mới bắt đầu đi cờ rút người ta. Đi cờ rút người ta là kiểu em yêu đơn phương á. Yêu đơn phương hả? Dạ. Nhưng mà em có bao giờ em biết tán gái không? Dạ thì em thả thính cũng quá trời nhưng mà lại cũng không có ai dính. Thả thính nhưng phải thả thính đúng. Thì đúng em bài cũng bản của nó có đó. Đi từng bước mà như là quan tâm rồi lắng nghe rồi chia sẻ rồi khen rồi các thứ mà. Quan tâm lắng nghe chia sẻ rồi khen nữa hả? Các thứ rồi mà chưa được rồi thấu hiểu luôn mà hết. Kỳ vậy ta. Chắc là do thính ảnh không đủ độc á anh. Dạ không biết nữa. Bây giờ em muốn có một mối tình với một cái mẫu người lý tưởng thế nào? Bạn gái của em thì cùng em cũng không có yêu cầu về ngoại hình, nghĩa là tính cách vui vẻ, hòa đồng, rồi biết làm những việc nhà, các thứ là được. Rồi, mời nhà gái cho chúng tôi biết tiêu chuẩn lựa chọn người yêu như thế nào? Mẫu người của em là không có gia trưởng, công việc ổn định, có lập trường của mình. Mẫu giống anh Quyền Linh thì còn tốt. Mẫu giống anh còn tốt hả? Ví dụ mà không trai hơn á. Ví dụ mà không giống miếng nào thì có được không? Dạ, không giống cũng được. Nhưng mà quan trọng là phải có lập trường của mình. Đúng rồi, lập trường rất là quan trọng, chứng kiến ha. Dạ, em chào anh gái, cảm ơn em lấy anh làm ra hình mẫu. Dạ. Anh hơi mập đó nha. Dạ, em thích người mập mập vậy đó. Hay dạ? Dạ. Gái nào mập mập lên chút nha. Dạ. Chắc là em tuyệt quá. Em có thích người nhuộm tóc không? Dạ, đàn ông nhộm. Mà nhuộm tóc á. Nhuộm hay không nhuộm đó em, bình thường tại em cũng nhuộm mà. Nhuộm chân mày luôn rồi được không? Chân mày mà cảm nhuộm thấy luôn á, chung với màu tóc luôn á. Nếu mà anh thấy cảm thấy hợp gu thì anh cứ làm. Nhưng mà anh thấy vàng vàng đây nó cũng không hơi hay, nên về thay đổi đi cho nó bay đi bớt đi nha. Dạ. Trời, hổm nó chắc nhuộm đậm, nó nay bay bớt rồi nè. Thôi, bây giờ em đi với ai nè em gái? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp và bạn của em. Em chào hai MC và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em là Thương, bạn của Thu ạ. Tính cách của Thu thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Và đặc biệt là Thu là người có ý chí, rất là cầu tiến. Còn mình thấy là cái bạn nam bên này thì có lối sống rất là lành mạnh. Nên mình nghĩ là hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với những người đồng nghiệp và em gái họ. Rồi, mời anh nhà gái, đó là anh mời nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là đồng nghiệp của Xuân Anh. Thì Xuân Anh trong công việc thì làm rất là tốt. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em cũng mong là hai em nên trao nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn góp ý của hai bên hai họ ha. Bây giờ mở cho rào. Hai trẻ gặp nhau cho đi. Hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Cố gắng lên nha Xuân Anh. Bắt đầu. Chào em. Nhìn em như thấy mặt trời thì khó cho chàng khó nói, trao lời khó trao. Anh phụ nữ hiện đại nên anh nghĩ là không ngại làm đẹp, nên anh có hộp mỹ phẩm tặng em quà ra mặt. Dạ em cảm ơn. Cái gì vậy cưng, tặng cái gì vậy? Cái hộp mỹ phẩm sửa rửa mặt thôi em. À dạ rồi em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh.
Đây là hải sản của vùng biển của em. Đó là được sự tài trợ của chị gái em. Chị ấy kèm theo một lời là chị chuẩn bị quà em mà nhớ rắc em rẽ về. Còn nếu mà không dắt được hết thì cô đi luôn đi, cô đừng có về. Bởi vì cái này anh xin cảm ơn anh xin nhận. Rồi còn món quà này là em không biết anh ốm mập cỡ nào nên em chọn đại. Em không biết là anh mặc vừa hay không. Nếu mà anh mặc vừa thì anh mặc trong buổi hẹn hò. Còn nếu mà anh mặc không vừa thì có thể về để gấu đầu được, nhớ em được. Anh cảm ơn nha. Dạ. Em cũng có một món quà muốn tặng tới ông Mai bà Mai luôn. Ồ, có quà. Em có miếng trầu mời ông Mai. Trời, có trầu nữa hả? Thì mời anh ăn miếng trầu. Lần đầu tiên tôi biết ăn trầu luôn á. Say đó nha Linh nha, một mình tôi không có dẫn nổi đâu ha. Kệ nó chơi luôn. Em có mời chị. Rồi, chị nhận. Trời ơi. Cái này là giống như là mang trầu mang câu đến. Nhận trầu cao. Đó, hỏi luôn rồi. Mời đó. Em ăn con nó làm sao? Mời em ăn miếng trầu xanh mà không ăn cầm lấy cho anh bằng lòng. Thế. Đó, rất là văn thơ đó. Thính anh cỡ đó mà rằng từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay đấy. Chứ không có ai dính thính. Tôi nhận cầu cao rồi đấy nha. Rồi, ngồi đây đi cơm. Làm gì làm nha. Ông Linh không được say nghe. Ăn trầu là say em đó. Em vào Bình Dương làm việc lâu chưa em? Em vô đây cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Là mình có hay về quê không? Một năm em về tầm 2-3 lần rồi đó. Nói chung có dịp thì em về. Gần mà cũng gần đúng không? Về Quảng Ngãi. Nhưng mà em tính mà ví dụ như mình có tiến tới hôn nhân sớm, ví dụ như mình có vội lấy chồng không? Ba mẹ có hối lấy chồng chưa? Gia đình em thì không có hối. Khi nào muốn có chồng thì dẫn tự dẫn về. Anh bây giờ ba mẹ hối quá trời luôn rồi. Nhiều khi gọi điện về ở quê mà ba mẹ hối quá mà không dám nói chuyện nhiều luôn. Bởi vì không có ai để dắt về. 30 tuổi rồi mà giờ bạn bè con cái nó bừ hết đấy. Mà anh bây giờ chưa có nên ba mẹ hối. Nên cũng muốn mình cho nhau cơ hội. Dạ. Nói chung thì em thì nhà không hối nhưng mà bạn bè với người thân hay hối lắm. Sinh nhật em á, mấy người cứ chúc ở mau chống lại đi. Em kìa, chờ em quạo nha. Chống lại là gì? Lấy chồng á anh. Em nghĩ tình cảm vợ chồng nó sẽ như thế nào? Hai vợ chồng phải có sự nhường nhịn nhau, bớt đi cái tôi của mình lại. Nói chung anh có nhiều tật xấu lắm á. Tật xấu anh có thể về đời của em thì em có thể điều chỉnh được. Nói chung là bây giờ cuộc sống khi mà yêu thì nó là màu hồng. Nhưng mà khi cưới á, là chuyện hôn nhân nó là cả một vấn đề. Nó không phải là màu hồng nữa. Mà nó pha rất là nhiều nó màu nhiều trong màu đó. Này đúng không? Nó đa màu. Đúng rồi. Cho nên là quan trọng là mình phải có lập trường của mình. Và mình có suy nghĩ của mình. Chia sẻ với vợ của mình. Đi làm về thì mình phụ vợ nấu cơm. Hai vợ chồng nấu cơm rất là hạnh phúc mà. À đúng, đúng rồi. Không? Anh cũng thích kiểu đấy đấy. Dạ. Nói chung cùng nhau nấu cơm thì hai đứa coi như nó gặp một cái là nó giống như là từ kiếp trước á. Nó tiền định rồi đó. Nói mà không ngơi nghỉ luôn. Nhưng mà giờ chưa nói cảm nhận là ví dụ như hai đứa gặp nhau là có đúng như em là cái gu của mình không? Anh thế nào? Em thấy anh thì cũng được, đẹp trai. Đầu tóc thì hay hơi vàng tí. Mà về không biết về mà lỡ về Quảng Ngãi em thì cái nắng của Quảng Ngãi nó còn cháy hơn đó nữa. Hà Tĩnh quê anh cũng nắng mà, nó nắng lắm ạ. Dạ. Anh thì nắng anh không sợ mà mưa gió anh không sợ. Anh chỉ sợ thứ khác với nắng đôi thời anh tiết đâu sao sợ vắng đêm thôi đúng không? Tôi thấy bây giờ là đến màn ca hát rồi. Tại vì tôi thấy bạn này nè, thả thính rất là chuyên nghiệp nha. Điêu luyện lắm. Rồi. Câu nào có thể thả được, biết hát không nè? Cho anh mượn cái tay của em được không ạ? Thì có cam, có quất, có đào. Mà có thêm em nữa thì ngọt ngào cả nắm. Thấy chưa? Giọng em có muốn nghe nè. Bài hát về Hà Tĩnh không? Anh người Hà Tĩnh, anh hát bài Hà Tĩnh cho em nghe nha. Nghe xong rồi em muốn về thì em về luôn nha. Theo anh về Hà Tĩnh đi em, tuy có xa chứ em sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầm êm sông vỗ, giang tay chào cửa xót reo vui. Đi bên nhau giá xuân thành xuân hải xôn xao. Xanh mây trời dòng nước sông là
Trong tiếng ca gió xuân hướng tính, lao sao vi vu đổi thông gió hạt, trên du thuyền trai tiểu nên thơ, chưa biết cú đơ là chưa về Hà Tình. Cú đơ là chưa về Hà Tình. Mắt tay em mềm mại quá ha. Anh chưa muốn nằm ấm muốn buông luôn. Nằm luôn là không muốn buông rồi. Con gái hát bài nào tặng bạn trai đi. Em thì em hay hát, nhưng mà bài thì em không có nhớ hết, nên em chỉ hát tặng anh một đoạn thôi. Anh nghe. Anh đem trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải xác hương. Những sao hoa kia mau phải tàn, rụng tà tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim ràn vỡ nỗi đau, làm nhòa nhòa màu trời sương khói. Rồi, được rồi đó. Bây giờ thế này nè, hồi nãy có trầu cao đi luôn, có hoa hồng đi luôn. Bạn trai cầm cái này và hãy nói những gì ngọt ngào nhất có thể cầu hôn bạn gái. Mời em ăn miếng trầu xanh, không ăn cầm lại cho anh bằng lòng. Đây là cái nó hơi bị héo nhưng mà anh cũng có chuẩn bị. Rồi, cái này em cảm ơn lòng chân thành của anh, tại vì em là em không biết ăn trầu nên em vẫn cứ nhận của anh. Thôi, nó nhận rồi, ngồi nào. Đây. Detox không khí từ trong ra ngoài. Để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Rồi đếm luôn nè. Bên tay trái. 2 nè. 3. Hết thời gian. Chúng ta là bấm nút. Chúc mừng các bạn. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Hãy nắm tay chứ không phải bắt tay. Đẹp đôi lắm đó. Rồi hai con xin bên. Hứa hai bác với gia đình làm gì đây, nhìn đây nè. Hai bác đang xem truyền hình đó. Con xin sẽ che chở và đùm bọc cho em. Rồi sẵn đây con xin cho em. Cho con hôn em một cái ạ. Cho anh hôn một cái nhé anh. Rất nhẹ nhàng thưa quý vị. Hồi hộp không? Hồi hộp ha. Dành cái hình thì cũng rất là khó đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà anh đoán là cái bạn này. Ồ thiệt luôn không? Chắc không? Dạ em đoán vậy. Chắc không? Bởi vì cái chuyện mà em đoán đúng hay không đúng nó sẽ liên quan đến cái gọi là... Thường đấy thì con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia. Vậy thì thành công tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử. Giống cái chàng trai bên đó không? Ông đừng quay qua đây nha. Ừ, không có quay đâu. Ừ, ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Đó. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Em đoán lớn hay nhỏ? Đoán hình lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Rồi bên kia là cái hình nào? Ông đoán coi. Hình lớn không chị? Hình nhỏ luôn. Tôi là nhỏ đó. Bởi vì tôi nói nghe nè. Đây, mọi người á. Mọi người nhìn đi, một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cái flow tích với nhau á, người ta có một cái cảm xúc, người ta có một cái trực giác cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ, đúng rồi. Trời nhỏ ơi, là hay quá vậy. Em không có sóng mũi, không có mí luôn. Em đen lắm. Rồi lớn lên là đỡ. Đỡ được hay quá. Đó là bạn là hình lớn đó. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Thường ở chứng minh nhân dân thì xấu quá à, ra hình ngoài đẹp lắm. Thành ra anh đoán cái xấu nhất. Chào em gái. Dạ, à, chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng 1m55 thôi. Em cao nhiêu em? Tính cách nữa, mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Tính cách? Dạ, hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn, tại vì em quen bạn trai á. Theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn, mà nếu mà em gặp bạn mà. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Rồi, cứ giới thiệu về mình đi. Hôm nay thấy cái món quà này có nhiều chi tiết nó hơi lạ lùng chút xíu ha. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán võ giả. Võ gì em? Em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Võ Hoàng Ngọc võ Huyền. Hà, võ Hà Ngọc Huyền. Ngọc Huyền. Dạ. Võ Hà Ngọc Huyền, cha tên đọc dạ, nha. Tên độc lắm ha. Dạ rồi ạ. Em chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh bên kia ạ. Dạ, chào dạ rồi. Em. Em năm nay 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Lại. Cái mi bị trục trặc chút xíu rồi. Thôi giới thiệu đầu cho ngọt đi, em micro nó bị gì rồi? Để sửa lại micro rồi. Em ơi nói cho anh cái mấy cái giấy chậm mồ hôi em. Nóng quá.
nóng thiệt luôn á. 11 giờ trưa nay là một cái thời điểm mà nắng nóng nhất. Có thể tăng. Hồi sáng Vân đi thấy đài họ nói là 11 giờ tới 3 giờ chiều mọi người có đi ngoài đường là nhớ bịt hết mặt mũi chân tay lại. Cái kia tia cực tím là lên cao nhất. Từ bữa nóng nắng tới bây giờ luôn á. Tức nghẹp à. Rất là nguy hiểm luôn. Dặn vậy là tại chút xíu bên nhà trai nhà gái là về đúng cái giờ đó đó. Dạ. 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 Em alo đi em trai. Alo thử. Alo. 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 Okay. Dạ. Dạ rồi. Vẫn còn nhỏ lắm á nha cưng. Cứ alo lại thôi. Dạ alo. Xíu cứ nói lớn lên xíu nha. Có thể nào tăng cái máy nước đá chút xíu được không? Ok. Rồi bây giờ giới thiệu lại nha, cho nó ngọt nha. Ok, vỗ tay. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền à. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. À. Chào dạ, em. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. À. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. À. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị em. Hồng Vân, Lung chào Linh. Em. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Dạ. Bên kia cũng Tân Bình. Dạ. Tân Bình. Nói bên nghe nè. Tân Bình luôn. Muốn hỏi bạn trai chút xíu sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Đúng không? Bạn trai rất là ga lăng luôn á. Dạ. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. luôn. Ở Tân Bình luôn. Dạ không, nhà hiện tại em đang ở quận 8, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Còn em là nhà Tân Bình hay là làm ở Tân dạ, Bình? Dạ em làm việc ở Tân Bình, nhà em ở Gò Vấp. Ồ vậy đó dạ. ở quận Gò Vấp ạ. À. Hai đứa cùng làm ở Tân Bình đó, không chừng gặp nhau rồi á. Bữa nay chút xíu mở ra coi gặp nhau chưa đó nha. Biết đâu IT tới đó gắn máy móc làm gì đó trong cơ quan của bạn gái thì sao? Dạ. Rồi, em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Còn cái có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi xem phim là em hay xem bộ phim đó là ngồi với gia đình đó là em hay nói trước. Đoán trước phải không? Nói trước em, đúng rồi, đoán trước. Đoán trước là nhân vật này dạ. nó thế nào đúng không? Dạ, nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút nhưng mà cái đó là rất là ít à. Dạ. Quá sức chịu đựng của mình thì mình mới... Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ không nói chuyện thôi. Không nói? Dạ không nói, nói chuyện đi hả? Chỗ khác. Đơn giản không có đập quá. Đồ đúng không? Không đập dạ đồ. Không đâu. Chắc okay. chắn là không mà. Bạn trai dạ. điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà. Hiền. Đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Còn điểm yếu? Dạ điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Dạ, nhưng hai mà đứa này đứa nào cũng nóng hết trơn rồi gặp nhau hai tuổi. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á, nhưng mà để mà nóng tính thì nó rất là khó. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết khỏe. Trời, ai và... cũng nóng kiểu này đỡ dạ. ghê luôn. Đỡ biết mấy luôn. để cho cái đầu nó nguội lại rồi lúc đó mình tính sao. Đúng rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì nó cũng nhiều lắm anh. Lười rồi mê đọc truyện, chơi game đồ tùm lum. Mê đọc truyện đâu cũng phải là xấu đâu. Dạ. Mình lâu lâu giải trí chút chơi game cũng sao, dạ. mình đừng có chơi nhiều dạ, quá, không dạ, tốt cho đôi mắt ha. Dạ. Rồi bên kia. Bên đây nói nghe nè, bên đây á là một cô gái em nói em thích hát đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi kênh cái thích hát dạ. hát hay coi có giống nhau em hát hay không? Dạ mình nghe thử rồi thẩm định ha. Dạ để thẩm định giúp ha. Em ạ. À. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn, chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi hay vậy cá ta. Tính lắm nha. Trời ơi xuất sắc luôn á. Mong anh cảm nhận thôi đó.
Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Làm thơ hả? Dạ. Làm luôn cho bên kia biết coi. Thì bây giờ là em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi. À, mới thành thơ đúng dạ. không? Rồi được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Gì kỳ á. Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 dạ, giây 15 má giây. Ôi. Thì là sao? Cái này là cái quan điểm của em. Tại vì á, khi mà mình ví dụ như là tình cảm mình đối với một người á, mà mình nghĩ cái đó là yêu và mình nói ra á, thì cái đó là cái đó là một mối tình. Còn cái 15 giây ở đây là ví dụ là bạn đó đã có bạn trai rồi. Nhưng mà ngày hôm đó bạn đó rất là buồn, hẹn mình đi chơi đồ á, thì để giải tỏa cho bạn đó. Nhưng mà sau khi mà an ủi đồ, chia sẻ đồ xong á, thì có một cái khoảng thời gian ngắn là 15 giây là bạn đó nó buông xuôi hết tất cả và đi theo mình. Thì cái đó nó chỉ duy trì đến 15 giây thôi, thì sau đó nó mọi thứ nó trở về như cũ. 15 giây bạn ấy buông xuôi thuộc về em? Dạ là sâu hơn không là sao? Dạ không, là chỉ nắm tay đi từ từ một cái quán đi ra đường. Ừ, 15 giây đâu kịp làm gì đâu ta. Thì dạ. Đúng á, Linh thử làm thử một cái gì 15 giây coi Linh. Nghe giật mình. Nghe nó 15 giây đó bạn bu xui và thuộc về em nghe giật mình. Dạ. À tức là một cái tí một chút gì đó nó xui lòng ha. Dạ. Nó ngã lòng một chút gì đó mà giống như là hạnh phúc nhất không có thể quên ha. Dạ. Lúc đó em có nói là một cái gì đó cho bạn đó không? Thì có nói là ví dụ như là bây giờ em, nếu mà em cầm cái tay anh luôn thì anh sẽ đi với em suốt đời. Trời ơi. Nhưng mà ví dụ như là em buông ra thì anh sẽ bỏ. Và bạn ấy đúng 15 giây buông ra. Dạ, đi đến hết cái quãng đường thì quay lại như cũ là buông. Hay nha. Nếu 15 giây không buông thì anh với em đi cả cuộc đời quãng đường luôn. Còn 15 giây buông ra là hai mình không có gì hết. Không, lúc này em nói thì nó không có nói là 15 giây mà là đi đến hết cái quãng đường rồi đó. Thì bây giờ là nói là em quyết định như thế nào, là có buông ra hay là lắm tiếng. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè, chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây không. 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó. Dạ. Xem là giống như thế nào. Đánh hả? Nó cũng lạ. Dạ, mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất chắc là một năm, khoảng một năm. Một năm. Dạ. Rồi tại sao chia tay? Chia tay thì do quan điểm hai bên nó bị mâu thuẫn đó. Là ví dụ như là em thì thiên về cái cảm xúc nhiều hơn. Ừ. Nhưng mà về người đó thì thiên về cái lý trí nhiều hơn. Cho nên nó bị mâu thuẫn, nó cũng khó. Cũng khó. Đó ừ. nha. Để đó, hỏi bên kia là nghiêng về mâu thuẫn thế lý trí hay là cảm xúc lý nha. Lý trí hay là còn em? Dạ. Mối tình mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình, nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. 3 năm. Dạ. Là em học năm lớp 11, 12 rồi ra trường là hai người cũng có học chung mà. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Ồ vậy hả? Dạ, thì quen nhau cũng gần 3 tháng rồi thì em mới biết. À vậy á. Rồi sau đó là em chủ động chia tay? Dạ không, em vẫn níu kéo tại vì em nghiêng về tình cảm nhiều. Lúc đó còn trẻ thì mối tình đầu nữa mình không có dễ dàng bỏ được. Thì em cũng có níu kéo nhưng mà bạn thì không quay lại. Mãi gần 2 năm sau thì bạn có quay lại. Nhưng mà em không có chấp nhận, thì tụi em vẫn làm bạn vui vẻ cho tới bây giờ. Ồ vậy hả? Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn? Cũng vẫn làm bạn. Có cái vụ 15 giây cảm nhận không? Dạ không. Không có không? Cái vụ 15 giây tôi khoái rồi nha. Lâu lâu trong cuộc đời ai đó tự nhiên xuất hiện 15 giây lãng mạn như vậy cũng hay lắm rồi nha. Nhưng mà nhớ là đừng có bao giờ nhớ cái 15 giây đó hoài, nó kỳ lắm nha. nhưng mà em á là giống như là cái mối tình thứ nhì là em chia tay bao lâu rồi? Dạ nếu mà tính thời điểm em một mình tới bây giờ là được 3 năm rồi. Rồi dạ. Có ai có một cái mối tình nào khác nữa không? Em gặp khá là nhiều người nhưng mà em không muốn yêu nữa. Không muốn yêu? Sợ. Sợ gì, mới 24 tuổi mà sợ gì? Sợ. Tại vì em gặp những cái bạn trai thứ hai, bạn đó cũng rất là đào hoa. Em gặp hai bạn trai, bạn nào cũng đào hoa hết.
Vậy hả? Dạ. Rồi ngày hôm nay là em nghĩ sao mà mình lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em rất là thích chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Gia đình em, ông bà, cô chú, ba mẹ đều rất là thích. Em đăng ký cũng lâu rồi. Nhưng mà bận là không tham gia được, bây giờ em mới có thể tham gia được. Như vậy có nghĩa là em bạn trai. Nhưng mà như vậy có nghĩa là em bớt sợ rồi đúng không? Giờ dạ, em cũng không còn sợ nữa. Quyết định là mở lòng rồi đúng không? Dạ, đúng. 3 năm rồi còn gì nữa? Dạ, mình cũng còn trẻ mà cứ ôm hoài niệm hoài cũng không có hay. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tin tưởng. Cái việc tin tưởng nó rất là khó. Tại tức vì... là tin em ấy đúng không? Dạ. Phải tin em. Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin? Dạ, bây giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao? Dạ, người ta tin được. Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Em đã từng bị nhiều rồi, cho nên là có thể là tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết. Nhưng mà ví dụ như cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó mà em làm được là... Cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Dạ, tại vì cái mà em quan điểm là mình không giấu bất cứ thứ gì, ví dụ như quen nhau. Không giấu gì hết. Dạ. Chào em. Để cho, dạ, dạ chào chị. Thấy em, cái cách nói chuyện của em thì em có vẻ sống nội tâm đúng không? Dạ đúng rồi, em thuộc người hướng nội và thuộc cũng ít nói và nói nhỏ nữa. Vậy hả? Dạ. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành với cái sự như là vừa rồi em mới tâm sự, thì em còn muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào nữa không? Ví dụ như là em muốn là người đó, khi mà ví dụ như là mình đang quen một người này đi, nhưng mà mình cảm thấy là cái tình cảm đó không phải là yêu nữa, mà thời điểm đó mình kiếm được một người khác phù hợp hơn với mình, thì đừng có nên vì một cái mối quan hệ gọi là cả nể đó phải không? Đừng có vì sự cả nể rồi sợ bạn buồn mà không nói ra, đúng rồi. Không? Tức là không sống thật với mình. Tại vì mỗi người sống ở trên đời nó rất là ngắn. Khoảng thời gian rất ít ỏi để mình tận hưởng cái tình yêu, tại cái tuổi thanh xuân đúng không? Dạ, tại vì nếu mà bạn đó đi chung với cái người mà bạn người đó không thích thì cái người đó khi mà biết người ta sẽ càng buồn hơn. Rồi, cái đó là về cái mặt mà gọi là lâu dài. Nhưng mà bây giờ ngay thời điểm này em tưởng tượng cái người bạn gái của em về ngoại hình thì phải như thế nào? Ngoài vấn đề là cái ngoại hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, xắn, dễ thương. Xinh, xắn, dễ thương. Và nếu mà em với một cái người bạn của mình mà cũng đều nội tâm như nhau, nó không nào chịu nói chuyện hết rồi sao? Dạ, thì ví dụ như trong trường hợp đó em sẽ chủ động nói chuyện. Em chủ động nói chuyện đúng không? Không thể mà trong cuộc trò chuyện mà cả hai đều nhìn. Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em nghĩ... Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cá tính và quyết đoán? Dạ. Cô ấy có xinh không? Dạ, nghe... Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, chắc xinh. Nghe giọng xinh xinh. Nghe giọng xinh xinh. Nãy tại vì đầu tiên em ngồi xuống là em chào người ta là chào cô bạn xinh xinh rồi. Dạ. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị không nghe vâng giọng ơi. Thì rất khó ngắn. Em có hai tấm hình. Đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em dậy thì thành công. À, vậy đang em phải bật mí. Đấy, em phải bật, em phải giữ bí mật chứ. Để cho bạn đoán đâu là em đúng không? Dạ đúng rồi. Đây, dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. À, nhìn cái hình thì cũng chắc rất là khó đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường thiệt á. Luôn không? Chắc không? Dạ em đoán vậy. Chắc không? Bởi vì cái chuyện mà em đoán đúng hay không đúng nó sẽ liên quan đến cái gọi là... Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rủ rượi ha này kia. Vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ông đừng quay qua đây nha. Không có quay đâu. Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Đó. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Em đoán lớn, anh đoán nhỏ. Bạn này đoán hình lớn. Tôi đoán hình nhỏ đó. Rồi bên kia là cái hình nào? Ông đoán coi. Hình lớn không chị? Hình nhỏ luôn. Tôi là nhỏ đó. Bởi vì tôi nói á, nói nghe nè. Đây, sao? Mọi người á. Mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán. Và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán.
Bởi vì người ta có cái lô tích với nhau á, người ta có một cái cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên người ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Bạn đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Lúc trời nhỏ ơi, là hay em, quá vậy? Em không có sóng mũi, không có mí luôn. Em đen lắm. Rồi lớn lên rồi đỡ. Đỡ được hay một chút quá. Đó là bạn là hình lớn đó. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Thường ở chứng minh nhân dân thì xấu quá à, ra hình ngoài đẹp lắm. Thành ra anh đoán cái xấu nhất. Chào em gái. Dạ, à. Em chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng 1m55 thôi. Em cao nhiêu em? Tính cách nữa, mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Tính cách? Dạ, hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi, rồi mong muốn gì nữa? Dạ, anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn. Tại vì em quen bạn trai á, theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn. Mà nếu mà em gặp bạn mà hung dữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm ha. Kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi, nếu như hai bên mà tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em có thể cho đàn trai bước tới được? Dạ, từ 1 tới 2 năm. 1 tới 2 năm. Nếu sớm 1 năm ha. Dạ. Nếu nhanh nhanh 6 tháng được không? Có sớm quá không ạ? em nói cho anh Linh nghe cái điều em không thích, điều mà tối kỵ nhất của em ở cái người bạn trai. Không gia trưởng ạ. Không gia trưởng. Em có gia trưởng không em trai? Dạ không. Không có đâu. Dạ. Nhậu nhẹt thì em cũng muốn anh biết nhậu thì cũng được. Cái đó thì em cũng không phải là không thích, nhưng mà đừng nhậu nhiều. Đừng có say bê bết. Dạ. Nhìn đây thì thấy không nhậu nhiều đâu. Hút anh nhậu thì sẽ hút giao ít thôi cũng ơi. Được. Dạ. Hút thuốc chút được. Dạ được. Chút được ha. Một chút được chứ không có thể nào mà cấm được. Bển hình như là không hút không nhậu luôn á. Dạ. Bạn đây hiền lắm. Phải không? Đúng hỏi rồi. Thử đi có dạ. Phải không? Không có nhậu đâu. Dạ em nhậu xã giao à chị. Thấy không? Em... Dạ được anh. Dạ. Nhìn người là biết liền à. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái. Chào cô ruột. Cô có thể chia sẻ chút xíu về cặp đôi ngày hôm nay. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Thì bé Huyền rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, rất là vui vẻ, hoạt bát, thích con nít. Và hát, rất hay hát. Bé Huyền thích hoạt động xã hội, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội thiện nguyện đồ này kia đó. Thì tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi. Thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Thì cháu bên này ít nói, Huyền thì nói hơi nhiều một tí. Cho ủa nên vậy đó là hả? Nhìn vậy mà nói nhiều hả ta? Dạ. Dạ đối với người thân mà kiểu em cảm thấy thoải mái thì em sẽ nói nhiều. Em trải lòng hết được luôn. Mà đối với người ngoài thì không. Tôi thấy hai đứa nó có chui có hợp. Cho nên là chắc là nó bù qua sớt lại nó hay hơn là hai người đều ít nói. Dạ. Thì tôi thấy hôm nay cũng rất là ưng ý cháu trai, rồi cũng muốn là hai cháu là sẽ tìm hiểu, nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha, và chương trình, và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Dạ. Mình ở đây là dạng như là mình có gốc người Hoa. À. Thành ra mình nói chuyện không có ngọt ngào lắm ha. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á
thì cũng khỏi cần làm dâu nữa, tại vì mình rất thích đọc kinh, mình đi chùa, sáng mình xách giỏ mình đi chùa tới chiều mình mới về. Bởi vậy cũng khỏi cần làm dâu nữa, hai đứa tự lo cho mình thôi, chứ khỏi cần lo cho mẹ. Bởi vậy nếu mà hai đứa tìm hiểu được mà đến với hôn nhân á, thì tốt. Còn nếu mà hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấy vô tương lai thì sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Bây giờ quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Nếu hai đứa bấm nút á, thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Trời ơi mẹ hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Đó. Dạ rồi, em tặng anh luôn ạ. Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn ạ. Để xuống bàn. Đây. Phụ đi. Em phụ trước đi rồi xong dạ. Rồi em hãy mở. Dạ. Wow. Nói ý nghĩa đi, quay ra khán giả nè. Đó, mình quay dạ, ra. Dạ, để em làm thêm một cái cho nó đẹp. Là gắn vô luôn đúng không? Dạ. Để em phụ cho. Rất là chu đáo luôn nè. Đi em cầm cho anh nha. Cái này chỉ để lên thôi. Chỉ để lên thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Giờ chỉ cần cắm thôi. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Cái này là anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Thì nói chung thì về cái việc chọn quà thì anh không có khiếu lắm. Dạ. Thì anh chọn cái quà này nó có nhiều cái ý nghĩa và anh muốn gửi tới em. Thì cái lần đầu tiên á, đây là một cái, có thể là một cái đèn ngủ. Dạ. Giấc ngủ với mỗi con người rất là quan trọng. Thì có đèn thì nó sẽ rất là dễ ngủ hơn. Dạ. Và thứ hai là về âm nhạc, đây là một cái hộp nhạc. Thì khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Dặn nó lên và mình giải stress nó. Rồi cái thứ ba là cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy. Thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức, đồ thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ. Còn nếu mà những cái hộp nhạc mà chỉ mở ra thôi và nghe liền thì nó không có ý nghĩa. Dạ. Thì anh không thích cái đó. Dạ, em cảm ơn anh dạ. Nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội dạ. Tâm lắm mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi, em tặng cho anh có thể mở ra ạ. Trong đây là, nó là một cái ví. Ví? Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Cảm ơn dạ em rồi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em ạ. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ. Thì dạ. Cái này là sử dụng luôn rồi. Dạ rồi. Tại vì ví nó không thể nào đi ra khỏi người được. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, rồi, ngồi đi. Thường mà vợ tặng chồng cái bóp á là ý nghĩa là khi nào tiền trong bóp có thì nhớ đưa cho em. Còn tình yêu nó khác ha, khi nào xài bóp nhớ tới em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Dạ. Nó bị quíu quíu hay sao? Thì để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. Em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh không? Tại vì em là một người không có năng động lắm đâu, nhưng mà em cảm thấy em hơi trẻ con với anh một chút đó. Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ á. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi.
còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ừ. Dạ, em có bạn trai rất là tâm lý, nhường. Dạ. Ừ. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua, hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Ừ. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ, em không có. Vậy theo em trong tình cảm thì cái điều gì quan trọng nhất? Lòng tin. Em giống anh đó, lòng tin. Đúng rồi. Chỉ cần cho em tin thì em sẽ đi với anh dài lâu. Còn nếu mà em có cảm giác không an toàn thì... Đúng rồi, lòng tin thì... Nhưng mà cái lòng tin thì nó không thể hiện qua được lời nói. Dạ đúng rồi. Mà nó phải thể hiện qua hành động. Ừ. Em... À... Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt như kim tuyến. Mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài rồi. Thơ này hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Bài anh có gì muốn nghe không? Hát muốn luôn chứ. Một đoạn nhỏ thôi à. Này luôn, này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đây. Tôi mọc tóc luôn nè. Trời ơi. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Rồi bây giờ là mình cảm nhận về nhau đi, nãy giờ chưa cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên mình gặp mặt đó, thử xem mình đoán cái người đối diện thế nào về tâm trạng, về cảm xúc hay là về lý trí thế nào đó. Hai bên cho nhau biết về nhau đi. Anh gặp em thì anh cảm nhận em là người như thế nào? Như lúc nãy anh nói là anh thấy em vui vẻ đúng không ạ? Ừ đúng rồi. Thì anh thấy em hoạt bát nè. Dạ đúng rồi. Vui vẻ nè. Cách suy nghĩ nó cũng ví dụ như là cũng theo giống anh á, ví dụ như là em quyết định một cái gì đó chắc sẽ rất là dứt khoát. Dạ đúng rồi. Ừ. Cá tính cũng mạnh đó. Ừ. Dạ. Còn em gặp anh á thì em thấy anh là người rất là hiền. Đặc biệt em là nhìn vào có thiện cảm với bạn nam á, em nhìn vào ánh mắt đầu tiên là nhìn khuôn mặt hiền là được. Dạ. Dạ, anh rất là hiền. Đâu, dễ thương. Anh ít nói, anh không sao đâu, anh ít nói thì em nói giùm cũng được. Nhưng mà ít nói mà không có khiếu hài hước quá thì không sao. Dạ không sao. Nói nghe nè, chị có cái đề nghị đâu. Giờ dạ. Em thử check cái 15 giây của em coi. Em nắm tay bạn xong em thử cảm nhận cái 15 giây đó. Coi đây là đúng cái một nửa của mình chưa. Thiệt, em check thử đi. Cho anh mượn tay luôn. Dạ rồi. Nhắm mắt vô cảm nhận. 15 giây bắt đầu. Đi tới đi lui thử coi. Đừng đi luôn nghe. Dạ, đi qua đây. Đó. Dễ thương quá, hai đứa này xứng quá. Hết thời gian. Dạ rồi. Rồi sao nè, nói cái cảm nhận sau 15 giây nắm tay nè. Nói chung thì tâm trạng rất là hồi hộp. Mà tay bạn rất là ấm áp. Thì ví dụ như đó chỉ là 15 giây ngắn ngủi thôi. Vậy thì đúng. Anh không biết nói chuyện lắm. Ví dụ như em có thể mà cho anh nắm lâu dài hơn, và cả hai cảm thấy nếu mà hợp hơn á thì anh có thể dám chắc một điều là anh sẽ không bao giờ buông. Dạ. Trừ khi mà ví dụ em buông trước. Anh giống em rồi, em không buông trước hay sao? Vậy thì nắm hoài luôn chứ. Nắm hoài càng tốt luôn. Dạ. Nhưng mà nè, hồi nãy chị dạ. Nghe cái quan điểm của bạn trai á, rất dạ. Là hay. Tức là bạn trai em muốn rằng á, là mình phải sống rất thật với cái cảm xúc của mình. Dạ. Có nghĩa là nếu như một lúc nào đó mà em cảm thấy rằng em không còn muốn đi bên cạnh người đàn ông này nữa, thì em phải nói ra, em đừng dạ. Có cố gắng chịu đựng. Và dạ. Cũng đừng vì một điều gì đó mà phải chịu đựng. Dạ. Thì em nghĩ cái điều đó như thế nào, cái quan điểm đó làm sao? Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Em có bạn trai. Em nói với bạn đi.
em có bạn trai thì em cũng thường hỏi, nếu mà em cảm nhận là hai người một lúc nào đó sẽ có giai đoạn mà sẽ chán nhau, không thể nào mình vui vẻ với nhau hoài được, thì lúc đó em sẽ hỏi. Dạ thì mình có gì mình cứ nói, mình có thể làm bạn cũng được, hoặc là mình đi tới với nhau. Cái đó lúc mới yêu thôi, chúng ta có thể không chịu đựng nhau mình nói thẳng ra. Nhưng có những cặp vợ chồng hai ba đứa con rồi đó, người phụ nữ luôn luôn là chịu đựng, nhiều khi người ta không dám nói ra, nhiều khi người ta cũng không còn cảm xúc nữa nhưng không dám nói, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nhiều khi là đời sống vợ chồng nó khác, đôi khi mình chịu đựng cái cảm xúc đó, mặc dù đó cảm xúc tiêu cực luôn. Thành ra giữa tình yêu và vợ chồng nó khác xa nhau lắm, thành ra tụi em cũng phải gọi là nắm vững cái này. Nếu không á, mình nói mai mốt không có cảm xúc với em là anh nói luôn, rồi rủ hai ba đứa con, rồi cái nói ra cũng mệt lắm. Không, với lại các bạn phải biết cái cảm xúc mà từ tình yêu chuyển qua cái đúng tình rồi, thương á. Tại vì nó không thể nào mà tình yêu mà nó cứ mãi mãi với cái cảm xúc đó được, mà nó phải chuyển qua một cái cảm xúc khác, đó là tình thương và trách nhiệm. Dạ. Thì khi mà hai người mà có vấn đề thì đối phương sẽ cảm nhận được, nếu mà người đó quan tâm người đó. Tức là khi mà mình có thể nói là tôi chịu đựng quá, nhưng mà lúc đó mình phải chia sẻ để hai bên hiểu nhau nhiều hơn, chứ không phải nói là em hết cảm xúc với anh rồi, anh hết cảm xúc với em rồi, thôi chia tay xong. Cái này không có dễ đâu nha. Em em nói lại thử coi cái mi, em nói lại thử coi cái mi có nói được không? Rồi, dạ được rồi. Rồi đó. Chị anh nhớ nha, anh có vấn đề gì là anh phải nói với em. Đúng rồi. Ví dụ anh thắc mắc như thế nào, con bé này nó đi chơi hoài vậy, nó hay đi hát quá ta, mà nó đi với ai ta, mình ở nhà mình khó chịu là anh phải nói liền để em giải thích cho anh nghe. Thì mình mới tin nhau được. Nếu mà anh cứ sợ, hoặc là anh nhìn em nói em quá cá tính đi, bây giờ anh sợ anh nói không, anh không không nói lại em, hoặc là anh do anh hiền quá thì anh cứ nói đi. Tại vì em là người rất là nhường nhịn luôn đó. Cái câu đó thì em yên tâm. Thì anh là một người có gan thì có đó. Ví dụ như là em đi chơi đồ gặp nhiều người bạn thì gan là có, nhưng mà cái cách mà đối xử gan thì nó sẽ khác. Thì mình không thể nào mình cản được cái người bạn gái mà gặp được cái trong mối quan hệ xã hội rất là nhiều người được. Dạ đúng rồi. Thì cái cách của anh làm là chỉ ví dụ như em gặp nhiều người đúng không, thì anh làm sao để chứng minh được mình hơn được người ta. Thì khi mà em thấy một ở nhà một người nó hơn cái người ngoài xã hội rồi thì em đâu có còn. Dạ đúng rồi. Rồi chúng ta không còn thời gian nữa. Đúng rồi. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. 30 giây mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Bắt đầu. Em muốn nói trước không? Nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai và lớn hơn em nhiều tuổi ạ. Thì anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Rồi. Và anh muốn sau này có thể tìm hiểu nhiều hơn vì chương trình nó có thời gian rất là liên hạn. Ra ngoài mình nói nhiều hơn. Vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi với ông ở không đi Linh. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Đó là sự đồng điệu trong cảm xúc. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có hiện diện ở trong mỗi trái tim của các bạn. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự nha. Và chuẩn bị chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi, chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. Rồi thôi mình đếm lẹ đi ha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đấy. Hãy nói với gia đình hai bên rằng cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò từ bây giờ để tìm hiểu và hứa với gia đình cái gì đó. Xin mẹ và cô cho phép tụi con quen nhau, bắt đầu tìm hiểu. Dạ. Hứa. Hứa là nếu mà tụi con tiến tới được cái hôn nhân á, thì có thể là nhiều điều khác con không thể nói chắc được, nhưng mà cái mà con có thể mình cho được cái bạn đó, đó chính là cái sự chân thành. Và sẽ không bao giờ phản bội. Hay quá. Hay quá. Em nói gì với mẹ đi. Dạ. Con xin phép bác là cho con tìm hiểu với anh ạ. Tại vì con thấy anh rất là thích hợp với con. Là con là một cô gái tuổi còn trẻ, nhưng mà thật sự ra là trong suy nghĩ thì con cũng khá là chín chắn à. Cho nên là cô cứ yên tâm là con quen anh, con sẽ không có để cho anh buồn đâu ạ. Trời ơi, mẹ yên tâm mẹ ha, mẹ ha. Dạ. Rồi, ta làm thủ tục nào. Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào. Dạ rồi.
Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng các bạn. Sản phẩm nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn, nước giặt xả Amity. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn, các bạn sẽ được sử dụng miễn phí bộ sản phẩm này trong vòng 1 năm. Đây là hai cái voucher gửi cho hai bạn, giảm 50% khi các bạn đi mua những cái vật dụng gia dụng điện ở trong gia đình đến từ thương hiệu Yakio. Mắc hè viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, gửi tặng các bạn. Và đây, món quà của hai bạn dành cho nhau, hãy giữ lấy. Đây là bộ son môi Yurika của thép Nhật Bản QA tặng riêng cho bạn gái. Còn nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân á, thì sẽ là một món quà tiền mặt là 20 triệu đồng của thép Vina QA, thép Nhật Bản tinh thần thép, làm quà cưới cho hai bạn nhé. Cảm ơn chương trình. Đây, cái đèn ngủ đây. Trời ơi, đáng yêu quá. Rồi. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn hai bạn. Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Quá đơn giản ha. Với lại cũng không có uống bia nhiều. Trời ơi, gái uống bia lắm, mới lâu vui uống chứ ai đâu uống lầy. Dạ, em không biết uống bia luôn à. Mà này cũng uống bia luôn. Dạ, uống thì uống bình thường cũng được, chứ đừng có uống xong kiểu mà nhè tưng. Em cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái nữa. Dạ, điều em không thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình em phải cảm nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó không. Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? Ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Ngồi vậy mới thoải mái á. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Dạ. Phải thoải mái đi em. Rồi, định. Vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi mình nhắm mình yêu rồi mình biết làm cách nào để rồi mình ga lăng mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm, nói chung là ở đâu ra chưa có bồ sao biết mà nhiều. Không, em cũng dạng như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. Chứng kiến quan sát thôi phải không? Quan sát. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Trần Liễu Phương Trang, năm nay em 24 tuổi. Nghề em gì xin... Trang? Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại thì em đang bán thuốc ở quận 12. À, bán thuốc tức là dược sĩ đúng không em? Dạ, đúng rồi anh Quyền Linh. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Lê Trần Cường Thịnh. À, năm nay 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở quận Gò Vấp, quê gốc ở Hải Dương nhưng sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Định làm gì Định? Dạ em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Định là nhân dạ, viên? Thịnh ạ. Hả? Thịnh ạ. Thịnh ha? Dạ. Em có nhớ tên cô bên kia chưa? Dạ tên Trang. Hả? Tên Trang. Đúng rồi, Trang Thịnh. Trang quê đâu Trang? Dạ hiện tại em sinh ra và lớn lên ở quận 12. À quê thành phố luôn ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là một người rất là nhiệt tình, luôn quan tâm mọi người, hòa đồng, thân thiện và thích dọn dẹp. Cái hay nhất là thích dọn dẹp đó. Rồi vậy còn cái yếu điểm là cái gì? Yếu điểm của em thì nấu ăn không được ngon và hơi vụng về. Hơi vụng về. Dạ. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay tối ngủ nằm mơ, thấy lung tung á chị. Thấy lung tung là thấy gì em? Dạ vậy như là thấy mình mình ở nhà đó. Mình ở nhà mình coi tivi á chị. Rồi sao? Tự nhiên nằm mơ thấy gì bậy bạ đâu, có gì đâu. Dạ vậy như là thấy nhiều cái chuyện mà không hay á chị. Ví dụ như là bị công an rượt hay sao đó chị. Công an rượt ngoài đường, cái tim đứng tim cái là em hết hồn, em tỉnh ngủ luôn. Nói chung đó, những người thần kinh yếu thôi, cũng có gì dạ. Đâu. Mai mốt có người yêu hay có chồng về thì hết sợ rồi em ha. Ôm nhau là ngủ ngon ha. Rồi bạn trai, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon, với lại biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu người khác. Tốt. Cũng rất là thích chiều chuộng bạn gái, thích đưa bạn gái đi những nơi ví dụ như du lịch đi đây đó để hay cho quá. Thoải mái tâm trạng. Dạ. Còn khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là em ăn rất là chậm. Với lại em cũng ăn rất chậm. Em có một cái tật xấu là mỗi lần tắm xong là em tuồn đồ vô, em không có lau mình gì hết. Tắm xong là mặc đồ tắm xong luôn. Là mặc đồ luôn, không có lau gì, nó để ướt vậy luôn á. Dạ để ướt vậy luôn xong rồi
cái đầu để ướt lắc. Vậy đi nó ngứa chết luôn á. Dạ không, quen rồi, từ nhỏ luôn rồi. Mấy người không thay đổi được. Lao vậy bị lát lắm á. Thiệt mà. Không, da em trắng mịn nữa như da em bé luôn. Bảo đảm về khoa học á, mà tắm xong lao á, là mặc vô người nó ẩm á, chắc có bị lát rồi. Thôi bỏ bớ tắm phải lao chút xíu nha. Dạ. Rồi nó chơi vui cái đó thôi chứ thật sự là cái đó cũng có gì đâu tật xấu đâu. Dạ. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi. Dạ tình trường thì em chủ yếu là em yêu đơn phương là nhiều. Nếu mà yêu để mà công khai người này kia biết á, thì cũng không có. Còn trải qua sơ sơ thì cũng chỉ có một khoảng chừng một mối tình. Tức là mối tình là đơn phương thôi đó hả? Dạ em yêu thầm thương chậm nhớ. Thôi ơi tội nghiệp không? Em khổ. Bạn hai mươi mấy tuổi rồi? Dạ 27. 27 tuổi mà chưa có yêu đơn phương thôi đó đàn gái. Em thì sao? Dạ em cũng giống như bạn, em chưa có mối tình nào. Nhưng trời mà ơi. Em cũng chỉ say nắng vài ngày rồi thôi. Say nắng vài ngày thôi là thôi. Dạ. Không ai đeo đuổi mình sao? Dạ tại vì tính em cũng hơi con trai á, tính cũng hơi đơn giản, hơi bánh bèo, không có thích bánh bèo cho nên là mấy bạn trai thì cứ thích bánh bèo, còn em thì không có bánh bèo cho nên là với lại là em tin vào duyên phận nhiều hơn á chị. Chừng nào duyên đến thì mình đón thôi chứ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dạ. Nhà có hối thúc gì không? Có khi nào ba mẹ thắc mắc sao không có bồ này kia không? Dạ mẹ em cũng mẹ cứ nói là từ từ chừng nào duyên đến thì cứ cứ đón nhận thôi chứ. Hôm nay ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Dạ em tự đăng ký. Dạ. Là coi như mình mong muốn có bạn trai rồi đó, khao khát rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ muốn tìm một mẫu người bạn trai cao 1m7, cao trên 1m7, có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười lại, tỏa nắng. Có một người như anh Quyền Linh đó chị. Giống như anh Quyền Linh? Dạ. Giống như anh Quyền Linh, chắc mời anh Quyền Linh qua để nói chuyện với em quá. Mình cười giống Hoài Linh được không bạn? Hả? Mình cười giống Hoài Linh được không? Hoài Linh hả bạn? Chắc là để nhiên, mình ta đang mọi người ta đang lý tưởng Quyền Linh tự nhiên chuyển qua Hoài Linh vậy ông? Không mà bên đây da ngâm giống anh, cười cũng tươi, cũng dễ thương. Rồi, có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích những người bạn trai là hút thuốc và cờ bạc rượu chè. Có không Thịnh? Dạ không, em không hút thuốc, không cờ bạc rượu chè. Em rồi. Ghét mùi thuốc, lại em ghét uống bia lắm. Em cũng ghét con gái uống bia mà lè nhè tưng. Em sợ. Gái mà uống bia lè nhè lưng tưng chắc mệt đó mà. Đó, nghe rồi chưa? Dạ. Còn gì nữa không em? Với lại không có gia trưởng anh Quyền Linh. Ừ, không có gia trưởng. Có không? Dạ không, em không có gia trưởng. Tốt em luôn. Em thoải mái lắm. Dạ. Còn gì nữa em gái? Dạ, dạ hết rồi. Ừ. Nói chung giống anh rồi đó ha. Cũng được rồi đó. Bên kia, dạ. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, thưa chị Cát Tường, mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi. Thì thùy mị, nít na, cũng biết quan tâm, chia sẻ, cũng phải biết lắng nghe, cũng thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản thôi hả? Dạ. Rồi, như vậy cũng quá đơn giản ha. Anh thấy với lại cũng không có uống bia nhiều. Trời ơi, gái uống bia lắm, mới lâu lâu vui uống chứ ai đâu uống lầy. Rồi, dạ em không biết uống bia luôn à. Bên đây cũng uống bia luôn. Dạ uống thì uống bình thường cũng được chứ đừng có uống xong kiểu mà nhè nhè tưng. Em cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái nữa? Dạ điều em không thích ở người bạn gái là không biết bảo vệ chính kiến tình yêu của mình. Ví dụ như mà đang yêu nhau mà có người này người kia nói cái nghe lời người khác, còn cái nghi ngờ này kia thì em không thích. Mình phải có chính kiến riêng của mình em phải có cảm tính, nhận. Em có tính gia trưởng không? Dạ không, em rất là thoải mái. Thấy cái tướng em ngồi thấy có vẻ giống như kiểu như ông hội đồng đang xét xử, kiểu như đang ngồi nói chuyện thấy nó không? Dạ không, em ngồi vậy em thấy thoải mái hơn. Ồ vậy hả? Vậy dạ. Thôi em cứ thoải mái đi, cứ thoải mái. À khép vô lại vậy là thoải mái đó phải không? À... ngồi vậy chưa thoải mái đâu, ngồi vậy mới thoải mái nè. Ngồi vậy mới thoải mái á. Sao nó khép nép quá vậy? Xưa giờ là vậy là thoải mái đó hả? Nói cho thoải mái đi em. Rồi, Thịnh. Vậy thì bây giờ chưa có tình trường. Rồi
Rồi mình nhắm mình yêu rồi mình biết làm cách nào để mà mình ga lăng, mình chăm sóc người yêu của mình không? Dạ có chị, cái đó thì nhiều lắm, nói chung là... Ở đâu ra? Chưa có bồ sao biết mà nhiều? Không, em cũng vậy như là chiêm nghiệm cũng nhiều, em cũng chứng kiến nhiều. À, rồi, chứng dạ. kiến, quan sát thôi phải dạ. không? Hoàn cảnh của mình là bây giờ ví dụ lấy bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, khi nào mà hai đứa cảm thấy tới một cái giai đoạn chín mùi nào đó thì cảm thấy hai đứa dành cho nhau và đi nhau xa hơn thì lúc đó mình sẽ... Khoảng bao lâu? Cái dự kiến của em là khoảng bao lâu? Dạ, khoảng trong vòng từ 3 đến 5 năm. 3 đến 5 năm? Dạ, có thể lâu sớm hơn, vậy? Cũng tùy, tại vì thời gian nhiều khi nó cũng không nó lên chính xác. Nhiều khi mới quen nhau một năm thấy yêu nhau quá thôi, tấm thiệp mời trên bàn. Công luôn. Việc sự nghiệp mình đã ổn định chưa? Dạ, cũng ổn định rồi. Cũng ổn định rồi. Dạ. Để chị hỏi bạn gái em muốn mấy năm, muốn bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, khi nào tình yêu đủ lớn thì thời gian không quan trọng. Như thí dụ 3 năm, 5 năm đối với em thì thấy cái mốc thời gian nó như thế nào? Dạ, cũng hơi xa. Hơi xa đúng không? Dạ. Nghĩ nói vậy thôi chứ biết đâu đàn trai nhìn đàn gái muốn cưới liền thì sao? Không biết được đâu ha. Thôi để con qua coi quan trọng là như thế nào mình cưới liền luôn nha. Chịu không trai? Dạ chịu. Đừng làm em rung. Rung hả? Đừng có rung. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Chào em gái, rất cảm ơn em đã lấy anh làm mẫu người lý tưởng. Dạ. Nhưng mà mọi người ở hay nói thế này nè, trong xã hội này trai gái yêu nhau như vũ bão, yêu là cứ yêu lấy, nói chung là cứ yêu mà quý vị thấy không? Trong trình bạn muốn hò rất nhiều người 20 mấy tuổi vẫn ế, vẫn chưa tìm được yêu. À, thí dụ như cặp đôi ngày hôm nay nè. Dạ. Anh chàng bên đây thì cũng rất là dễ thương, cũng khép nép, cũng gọi là thật thà lắm ha. Dạ. Nhưng mà em nói đúng á, tức là do tình yêu thăng hoa là cưới nhau thôi. Dạ đúng. Em có nghĩ rằng sau này mình sẽ làm dâu không? Dạ có thể được anh, có thể em làm dâu được. À làm dâu được tốt rồi. Dạ. Có những cô gái hiện đại nó không thích làm dâu. Dạ. Miễn trong đầu có nghĩ làm dâu giờ sướng nữa đúng không? Dạ, lấy chồng là phải theo chồng mà. Dạ. Em nhậu nhiều không? Dạ không, nãy em nói là em không có uống bia mà chị Cát Tường nghe lộn rồi. Trời đất ơi, không biết uống bia, bên đây uống chút thôi thành ra không có tưng tưng đâu, đừng lo ha. Đằng bên đàn gái cũng rất là dễ thương. Dạ. Cái sau này em nghĩ em lấy chồng mình sẽ phát triển kinh doanh như cách như thế nào? Dạ em hiện tại là em là đang bán thuốc ở chỗ chỗ làm thôi, còn sau này thì em sẽ mở một nhà thuốc riêng. Em là dược chung ha. Dạ đúng rồi, em có dự tính là sẽ liên thông lên và mở một nhà thuốc cho riêng mình. Đúng rồi. Dạ. Đó, một cái khác như thế mà tin em làm được. Dạ. Lên bán thuốc thôi, mà bán thuốc giờ khá lắm nha. Ha. Được không? Có thể hỗ trợ vợ mở tiệm thuốc tây được không? Dạ được. Được, rồi. Đàn trai thấy đàn gái là chấp nhận chịu rồi đó. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và cô hai của em. Rồi cho chị gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ. Chào chào cô Quyền Linh nha Cát Tường. À, chào khán cô. Giả. Tôi là mẹ của Phương Trang. Dạ. Dạ hôm nay cô nhìn thấy hai bạn ngồi trên đây là cô nhận xét cô, như thế nào? Cô thấy là cậu bên trai bên đây thì thấy cũng chững chạc, nó cũng rất lịch sự. Giờ thì cũng cho hai đứa nó được tìm hiểu với nhau. Nói vài câu gì hứa với cô gì để cô tự tin. Dạ chào cô, con thì tính con cũng thỉnh thoảng cũng hay cố gắng, nhưng mà khi mà đã yêu ai thích ai đó rồi thì con quan tâm chia sẻ với lại rất là chu đáo, thành ra về vấn đề nếu mà yêu con mà bé nó sợ ví dụ như là không hạnh phúc hay là không thoải mái gì là hoàn toàn không có, quen con lúc nào cũng tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ thoải mái yên tâm. Chào cô. Rồi cô có chuyến gì không cô? Thì à. Cô có yêu cầu gì à? Con rể tương lai không cô? Sao? Cô có yêu cầu gì với chàng rể tương lai không thì cô? Thì thương yêu như là sau này hai đứa tìm hiểu nhau, dạ. Thương nhau, chung thủy, không bắt cá hai tay, là nhiều đó là thấy thương vợ là đủ rồi. Dạ. Được biết không, chăm em? Sóc gia đình dạ, là được rồi. Rồi. Hứa không em trai? Dạ hứa. Hứa nha. Đừng có bắt cá hai tay, bắt dạ. một tay hai cá cũng được. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay đàn trai có ai nè? Dạ, em đi với lại các cô chú với lại chị nuôi với hai em đồng nghiệp cũ. Rồi, mời đại diện đàn trai.
Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô của cháu Thịnh. Thì cháu Thịnh cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà cháu lễ phép. Dạ. Cháu có tính cầu tiến. Thì cũng mong hai cháu cho nhau cái cơ hội để mà tiến tới. Thì chia sẻ và tìm hiểu nhau. Rồi, cô bé gái bên này thì cô thấy cháu dễ thương. Mà thấy cũng hiền lành. Thì thôi các cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị nuôi của Thịnh. Thì đối với em thì Thịnh là một chàng trai rất là tự lập, sống rất cực kỳ tình cảm. Cái này rất là quan trọng. Nên nếu mà hai em cho nhau cơ hội thì chị tin rằng cuộc sống của em rất là màu hồng. Có một chàng trai sẽ luôn luôn quan tâm em và chăm sóc em. Dạ em cảm ơn và, chị. Và sẽ là rất là chung tình. Chị gái hứa rồi nha. Nếu mà yêu nhau thì sẽ toàn là màu hồng hả chị ha? Được. Rồi, cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Mở rào. Sao rào đi chậm quá. Em có xoay ghế làm chị. Rồi, mời hai bạn. Mình có món quà nhỏ muốn tặng cho bạn. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn bạn mình rất là thích cuốn sách này. Dạ, em cảm ơn anh. Anh em nha, bạn nha. Đây đi kiếm người yêu đó. Em cảm nhận như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Dạ, em thấy anh cũng rất là sói ca. Nói chung thì xoáy ca anh cũng không có đẹp trai hay là cũng không có hình mẫu của nhiều người, nhưng mà anh thì nhiều người nhận xét là được cái là trung thành, không trung thực và trung thủy, cũng quan tâm yêu thương người khác. Nói chung trung là thành, cũng là hình mẫu, nói chung là tốt. Kệ miệng có xoáy có ca được rồi, cái nào cũng được, có ca cũng được, có xoáy cũng được. Dạ anh cảm nhận như thế nào về em? Em là một cô bé rất là dễ thương. Dạ. Nhìn rất là xinh. Hồi nãy em có chia sẻ là sau này em muốn mở một tiệm thuốc tây. Dạ. Thì cũng hay, vì anh thỉnh thoảng anh cũng nhiều bệnh lắm, có gì anh mua thuốc miễn phí. Ta mở ta bán cho nhiều người rồi mà mở bán cho em hả? Dạ hiện tại thì anh ở đâu anh? Hiện tại anh đang ở quận Gò Vấp, ở gần Chợ Hạnh Thông Tây. Dạ. Thì quận 12 cũng gần đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy là gần á, sát bên á. Là nhà em ở đó hay là? Dạ nhà em ở quận 12 luôn. Ồ, em dạ. Ở khúc nào quận 12? Em ở Hà Huy Giáp anh. Hà Huy Giáp, gần ngã tư ga. Dạ đúng rồi. Dạ. Gần trường Cao đẳng Điện lực á. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Thời gian rảnh thì thỉnh thoảng anh hay nghe nhạc, đọc sách. Nếu mà cuối tuần thì có thể đi dạo đây đó. Nếu mà có bạn gái á, thì thỉnh thoảng chủ nhật á, anh hay đưa bạn gái đi cũng như là xả chết đi vòng vòng, ví dụ như đi những khu du lịch gần gần á. Thì không biết nếu mà ví dụ như mà sau này mà quen nhau á, thì mỗi cuối tuần rảnh em có chịu cho anh chở đi đây đó tham quan này nọ không? Dạ được anh, em cũng rất là thích đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mà đi xa thì túi tiền nó không cho phép thôi. Còn nếu mà đi gần á, thì Đồng Nai hay là Vũng Tàu gì, đi cỡ nào cũng được. Dạ vậy thì anh là ở ngoài, anh là có định lập nghiệp ở đây hay không hay là? Thì anh sinh ra lớn lên Sài Gòn thì anh cũng yêu thích cái môi trường sống ở Sài Gòn, cho nên sau này chắc chắn anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Yeah. Có khi nào hồi xưa em với anh học chung trường không ta? Em học dạ. Ở bên Trần Hưng Đạo, Gò Vấp. Không, anh hồi đó anh học ở bên Bình Thạnh. Tại hồi nhỏ lớn là anh sống ở Bình Thạnh. Sau này dạ. Mới chuyển sang Gò Vấp thôi. Dạ. Đàn ông thì hay quan trọng sự nghiệp. Vậy anh có phải là một mẫu người của gia đình không? Mẫu người gia đình nói chung là anh cũng không khẳng định mình là một mẫu người của gia đình lắm, nhưng mà trong gia đình thì anh luôn quan tâm yêu thương chăm sóc bạn gái. Có biết nói, hồi nãy em có chia sẻ là em nấu ăn không được ngon. Dạ đúng. Thì phần nấu ăn thì anh nấu ăn rất là ngon.
mà em nói là em thích dọn dẹp hay là lừa dọn dẹp? Thích dọn dẹp. Thích dọn dẹp à, thì anh cũng anh nấu ăn xong anh hay bày lắm. Trời ơi. Em dọn cũng được. Được, đứa nấu đứa bày. Em ở đây em ở với mẹ đúng không? Dạ đúng rồi, em ở với gia đình em. Dạ. Thì ví dụ như em nói đi. Ví dụ như giờ có con cái rồi á, rồi bạn bên kia bận dọn dẹp á, em có lo chăm sóc rồi thay tã cho con bú rồi chăm sóc con cái không? Dạ có, em thích con nít lắm. Thì thỉnh thoảng em đi từ thiện, thỉnh thoảng thì anh cũng hay đi từ thiện. Thì nếu mà được, nếu mà sau này có ví dụ như mình có quen nhau thì thỉnh thoảng anh cũng sẽ chở em đi từ thiện. Anh hay tới những trại trẻ mồ côi mấy bé thì thấy bé cũng tội lắm. Cũng có nhiều, cũng có thầy nói là thấy con, thấy bé này có vẻ mến con, thấy con cũng có duyên bé này, có thầy kêu anh có điều kiện mang về nuôi con nuôi nữa kìa. Dạ. Mốt đi từ thiện đi với anh nè. Thì em có thích em bé không? Em có thích ví dụ như là chơi với em bé hay là chiều em bé không? Dạ có. Tại vì con nít thường nó rất là khó chơi. Dạ em cũng rất thích em bé. Nhà em có em trai không? Dạ có em trai với chị gái em. Chị gái em cũng mới sinh sinh con cho nên em rất là thích em bé. Rồi, bây giờ hai bạn có cái gì đặc biệt hơn? À mình có món quà gì tặng nhau về tinh thần không? À, bạn gái có chuẩn bị thơ tặng bạn trai đúng không? Dạ, em có bốn câu thơ tặng anh. Rồi, xin mời em. Cảm ơn anh ngày gặp gỡ. Để lòng này thôi mong chờ. Nếu là duyên sao đành lỡ, biết đâu cùng nhau hoa sẽ nở. Bốn câu thơ ngọt chéo ngoảy hoài rồi ông không hiểu gì hết trơn á. Hiểu ta mới đọc cái gì không? Trời ngồi cái thế gì kìa chứ giống như thiệt mấy. Anh ơi đừng có mắc cỡ. Hãy tiến tới kẹo lỡ, để ngày mai chúng ta chung một cỡ. Rồi em mình có món quà gì tặng lại bạn gái không? Dạ em thì em có một vài câu hát muốn tặng cho con gái. Không mình đứng lên hát đi chứ ngồi cái thế đó nó xấu lắm. Rồi tiến tới tự tin lên. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi ngất ngây. Trong nhau tiếng yêu hôm nào? Khi đôi ta cứ hoài ngập ngừng, trong đôi tim rung tiếng yêu thương. Đời ngày chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Chỉ cần gì vậy? Chỉ cần em có cái gì muốn nói. Chỉ cần anh bước đến thế giới của em sẽ thay đổi. Ghê chưa? Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Em bước tới được không? Sao? Còn hỏi nữa. Chỉ cần anh bước tới thế giới em sẽ thay đổi. Thế giới em thay đổi chưa? Dạ rồi. Nói gì với cổ đi, một câu thật lòng mình ngay giờ phút này mình nghĩ gì về cô gái đứng trước mặt. Đây, đứng đây đây cho đẹp nè. Đó. Thật lòng không cần hoa mỹ. Nói gì đi. Nghĩ sao nói vậy? Nói chung tới ngày hôm nay cũng là một cái duyên. Anh thì anh rất trân trọng những cái duyên trời cho. Thì anh mong mình sẽ cho nhau một cơ hội tận dụng cái duyên này. Và khi yêu nhau thì mình nên nghiêm túc. Dạ. Mình nên quan tâm thấu hiểu lẫn nhau. Và mình quan trọng nhất là mình phải bảo vệ tình yêu của mình, giữ gìn cái chính kiến riêng của mình, vì hơn hết là người đó sẽ là người cùng mình đi tới tận cùng con đường sau này. Thành ra mình phải thấu hiểu, mình phải quan tâm, phải lắng nghe từ tận trái tim của mình, chứ đừng nghe những lời pha đàm phím của người khác. Yeah. Đó thì anh chỉ mong muốn vậy thôi. Thì với lại nữa là khi yêu nhau thì có gì thì mình cũng nên nói thẳng ra, ví dụ như cái gì không hài lòng, chứ mình đừng có giữ cho mình sự im lặng. Tại vì im lặng đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi á, cũng khiến mình hạnh phúc nhưng mà nó cũng khiến mình đau khổ. Thành ra có gì thì mình cứ nói thẳng cho nhau, vì nói nhau như vậy, nói thẳng ra như vậy thì mình sẽ tiến nhau được xa hơn, mình thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ em cảm ơn. Em rất là dễ cho ông nói ngắn gọn. Dạ. Còn câu nói một tràng.
Rồi, không biết rằng rồi. Chàng trai có thuyết phục được cô gái bấm nút hay không, chúng ta chờ xem nha. Đây, bây giờ đã đến phút, đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Mình đừng hỏi ý kiến ai hết, chúng ta hãy nhắm mắt lại kiểm tra chính con tim của mình. Chúng ta bấm nút vì trái tim của mình chứ không phải bấm nút vì bất cứ điều gì. Chúng ta không cần nghe ai cả mà nghe trái tim nha các bạn. Chuẩn bị. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Nói gì với mẹ và cô? Bác gái đi. Dạ, con cảm ơn bác. Con xin phép được từ nay về sau con xin phép được bước vào thế giới của em để quan tâm, chăm sóc, yêu thương em. Em tên Trang. Dạ, con mong bác cho con và em một cơ hội. Rồi, em gái nói gì với chị, với lại cô, với lại chị gái kìa. Dạ, cảm ơn chị và cô đã mang đến một anh chàng rất là tử tế. Tử tế luôn ha, không nó dễ thương lắm. Xin phép mẹ hôn cái đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và xin phép gia đình. Xin phép gì? Dạ, cho con cho con được hôn, cho con được thể hiện tình cảm với bé Trang. Đã xin được rồi thì ta làm tới làm với ai? Làm nó đàng hoàng. À, làm hung cũng phải có tâm hung chứ. Hung không có tâm vậy chứ. Chậm lại, thiệt chậm lại, sống chậm lại. Thể hiện cái tình yêu của mình đó. Con xin phép cũng được làm lại. Chưa quen mà lời quá. Không, ngày má đàng hoàng chứ không ai không vậy chứ. Dạ. Người má đi em. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn đó là bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK Việt Nam Cacao. Gửi tặng các bạn những thanh sô-cô-la và mong rằng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những viên sô-cô-la đó. À, gửi tặng hai bạn đây là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Đây, quà kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt của mình. Yeah. Hãy cầm giùm cho bạn ấy. Rồi, cuốn sách. Đừng cầm hết luôn. Hãy đọc kỹ quyển sách này để yêu thương nhau nhiều hơn. Yeah. Nhá. Rồi. Chăm sóc nhau nhiều hơn các bạn nhé. Đây, đắc nhân tâm. Rồi, choàng tay bạn ấy đi, nắm tay bạn trai đi em. Hết tay nắm luôn. Nắm thì choàng vô, đi đây này, đi đâu lục lùi qua vậy? Đó, đi phía trước.